chương 71. Dạng này, sẽ có người tới ép gạo sao? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 71. Rất nhanh cảm thấy được mình kém chút liền bị tiểu tam mang sai lệch tạ ý, lập tức thu liễm mình suy nghĩ lung tung, rất là thật lòng cho tiểu tam lên một chuyến nghĩ. Nghĩ Chính trị. Khóa. Không quan tâm tiểu tam này lại có phải là còn nhỏ, có thể hay không nghe hiểu được tạ ý nói những thứ này. Tà ý đều am hiểu sâu một cái đạo lý, đó chính là giáo dục hài tử đến từ nhỏ nắm lên. Như vậy tưởng tượng, Tà ý trực tiếp rập khuôn lúc trước cho hắn làm vỡ lòng phu tử đối với hắn bộ kia. Cộp cộp đối tiểu tam, trực tiếp nghĩ linh tinh gần 1-2 giờ. Chỉ là khổ vẫn là tiểu đậu đinh tiểu tam, thật vất vả tránh thoát chu kiều Nga chổi lông gà, kết quả đổi lấy Tà ý một màn như thế. Đoán chừng này lại tiểu tam nếu là có thể lựa chọn, không chừng hắn tình nguyện mình chủ động chạy đến Chu Kiều Nga trước mặt, mân mê cái mông nhỏ xông nàng thâm tình chậm rãi kêu lên một câu, mẹ, vẫn là ngươi tới đi. Bất quá cứ như vậy, hiệu quả vẫn là hết sức rõ rệt. Chí ít hiếu động tiểu tam, đánh cái này về sau liền không còn có kéo quá lớn hoàng cái đuôi. Chỉ nghe, soạt soạt, một tiếng, tạ ý cho cuối cùng một con tân sinh heo con cắt đoạn cuốn rốn về sau, tranh thủ thời gian liền đưa tới Chu Kiều Nga trên tay. Chu Kiều Nga vừa tiếp xúc với qua heo con, động tác trong tay liền nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Không có hai lần công phu, liền đem heo con trên thân dịch nhần tất cả đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Đây là heo mẹ lần thứ hai sinh con. So sánh lên đệ nhất thai đến, cái này một đẻ con sinh thuận lợi không ít không nói, sinh bên trên heo con cũng nhiều mấy con. Chỉnh lý xong đây hết thảy, tạ ý cùng Chu Kiều Nga liền tranh thủ thời gian từ chuồng heo bên trong đi ra dưới mắt đã là âm lịch tháng 6 phần, mặt trời cực nóng vô cùng. Nhất là này lại là giữa trưa, chính là mặt trời sức mạnh độc nhất thời điểm. Bản thân hai người trước đó tại trong chuồng heo cho heo đỡ đẻ liền ngay người mấy giờ, trước đó bởi vì khẩn trương, cũng không bị gì cảm giác. Nhưng cái này một làm xong, mới phát hiện toàn thân đều ướt đẫm. Này lại ra chuồng heo lại bị như thế nóng bỏng mặt trời một nướng, càng phát giác miệng đắng lưỡi khô không nói, toàn thân còn ẩm ướt cộc cộc, khó chịu vô cùng. Nghĩ tới đây, vợ chồng trẻ bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng bên cạnh viện tử đi đến. Bên này vừa đẩy cửa ra, bên kia chính an tỉnh ngồi ở nhà chính bên trong một bên đọc sách tạ lan liền nghe được động tỉnh dơ lên đầu, nhìn thấy hai người trở về, không nói hai lời, chạy trong phòng liền cho đổ hai bát nước lạnh tới. Gặp hai người tiếp nhận nước sau, lại chạy vạt nước bên kia đánh chậu nước tới, cho hai người rửa mặt trước đó một bát nước lạnh vào trong bụng, lập tức liền cho tạ ý cùng Chu Kiều Nga giải mấy phần khô nóng. Đừng nói, tạ lan tiểu cô nương này xác thực tri kỹ tới cực điểm. Chậu rửa mặt bị tạ lan để lên bàn, Chu Kiều Nga để tạ ý trước tẩy, sau đó hỏi tạ lan, những người khác đâu? Tạ lan cười nói, cúc tử cùng mai tử mang lấy bọn hắn đi hái đâm dâu. Đâm dâu là bản xứ một loại hoang dại quả tử, bởi vì sinh trưởng dây leo bên trên đều là gai, cho nên bên này người đều hô làm đâm dâu. Dưới tình huống bình thường, hạ thu quý thành quen, trái cây chính thấu về sau hồng hồng, hương vị chua ngọt chua ngọt. Tiểu hài tử đều yêu ăn cái này. Trước mấy ngày, tạ vệ quốc đi trong đất làm việc phát hiện một mảnh đâm dâu hái trở về. Bốn nhỏ chỉ ăn về sau liền nhớ phủ lên, ngày hôm nay chỉ định là bốn người bọn họ nháo để tạ cúc cùng tạ mai mang theo đi hái. Nếu không mặt trời lớn như vậy, ai vui lòng hướng mặt ngoài chạy a. À. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận liếu ríu tiếng hoang hô. Theo sát lấy, viện cửa bị đẩy ra, Tạ Mai cùng Tạ Cúc này lại mang theo bốn nhỏ chỉ trở về. Vừa nhìn thấy Chu Kiều Nga cùng Tạ Ý, Lanh Mồm Lanh Miệng Tạ gia lập tức liền hô mở, "Tẩu tử, đại ca, các ngươi mau đến xem, chúng ta hái được thật nhiều thật nhiều đâm dâu." Tạ gia đã đầy ba tuổi, này lại cũng tri sự không ít. Rõ ràng nhất biết tạ ý cùng chu kiều nga là ca ca tẩu tử cũng sẽ không lại hô sai xưng hô bất quá cũng giới hạn tại đây dù sao liền tạ ý biết đến đoạn thời gian trước bốn nhỏ chỉ sinh nhật lần đó trương hồng vân cùng chu kiến quân nấu trứng gà sang đây xem hài tử tạ gia oa nhi này nhưng là một cái kình dính tại bên cạnh hai người mở miệng một tiếng ông ngoại bà ngoại hô đừng đề cập có bao nhiêu thân mật đợi đến trương hồng vân cùng chu kiến quân muốn lúc trở về đứa nhỏ này còn khóc lấy nháo muốn đi ông ngoại nhà bà ngoại đâu. Tạ ý bên này đang nghĩ ngợi cái này xảy ra chuyện đâu, bên kia tạ gia liền hiến bảo đồng dạng, bưng lấy bầu nước chạy đến cùng tới trước. Nhìn ra, mấy người đi ra ngoài một chuyến thu hoạch còn thật không ít. Trong nhà bầu nước là loại kia lớn nhựa plastic bầu, một bầu có thể so sánh một bát ăn dung lượng còn lớn đâu. Này lại tạ gia dơ bầu nước bên trong gai dâu, đều nhanh chồng đến bầu bên cạnh đi lên cuối cùng là tạ lan tiếp nhận tạ gia trong tay bầu nước một lần nữa đánh nước đến đem đâm dâu cho tẩy về sau ba tỷ muội cùng bốn nhỏ chỉ mới cùng tiến tới vui sướng ăn tạ gia cùng chu kiều nga đều không thích ăn cái đồ chơi này liền ở một bên nhìn xem mấy đứa bé ăn vừa nói chuyện trò chuyện chính là liên quan tới mua ép gạo cơ sự tình trước đó trong đội là có một cổ ép gạo cơ nhưng kia máy móc đến cùng là dùng già chút năm dùng số lần lại tấp nập đã sớm ra không ít vấn đề đặt trước kia những sự tình này cặp vợ chồng cũng không quan tâm nhưng bọn hắn đây không phải nuôi heo a à, dựa vào trương hồng vân trước đó làm biện pháp mỗi lần muốn mua cám hướng ép gạo cơ bên cạnh phòng thủ tới hai ngày liền có thể thu hồi đến không ít cám nhưng ai cũng không nghĩ ra liền trước mấy ngày máy móc xảy ra vấn đề cũng xin người sang xem nhưng người ta nói cái đồ chơi này trước đó liền có vấn đề hiện tại nha tu là không sửa được chỉ có thể mua mới lời nói này dễ dàng nhưng bây giờ cái này mới vẫn thật là mua không trở lại vì sao bởi vì hiện tại bao sản đến hồ a ngươi loại hoa màu đều là ngươi chính mình trong đội hiện tại cũng không có nghĩa vụ nhất định phải phối hợp một đài ép gạo cơ cho đến đoàn người dùng thế là thôn dân hiện tại muốn ép gạo còn phải tìm cách cùng những thôn khác nói tốt mượn người ta trong đội ép gạo cơ dùng nhưng nói thật, tạ ý cùng Chu Kiều Nga đi thu cám thời điểm, cũng chuyển qua phụ cận mấy cái làng. Liền những cái kia ép gạo cơ, cái nào không là dùng rất lâu lão cổ động A. Nói trực tiếp một điểm chính là, không chừng ngày nào dùng đến dùng đến, cái này máy móc liền lúc nào cũng có thể bãi công không làm. Mà lại cho dù là bây giờ còn có thể dùng, nhưng cũng không lớn dùng tốt. Dù sao mỗi lần ép ra gạo bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trộn lẫn lấy không ít không có ép sạch sẽ hạt thóc ở bên trong. Tạ ý ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là dứt khoát bọn hắn chính mình mua đài ép gạo cơ trở về. Chỉ bất quá một đài ép gạo cơ giá cả nhưng không rẻ, cho nên tạ ý tâm động quy tâm động, nhưng nhưng vẫn không có nhẫn tâm đi làm mua. Này lại lại một lần nữa nhấc lên cái này, nói rõ tạ ý trải qua mấy ngày nay suy nghĩ là đã quyết định quyết định muốn đi mua một đài ép gạo cơ trở về chu kiều nga cũng cảm thấy cái này ép gạo cơ có thể mua được kia ta liền mua một đài tiền ngươi đừng lo lắng quay đầu đi trước trong huyện đem máy móc nhìn kỹ nếu là ít ta về nhà ngoại tìm ta mẹ mượn một điểm tốt a dưới mắt chu kiều nga đều nhất khẩu đồng ý tạ ý trong lòng kia ném một cái ném do dự lập tức liền dứt bỏ rồi mua vợ chồng trẻ nói làm liền làm vừa rạng sáng ngày thứ hai bàn giao tạ lan ba tỷ muội để các nàng trong nhà nhìn xem bốn nhỏ chỉ về sau liền đem trong nhà sổ tiết kiệm cho cất trong túi cưỡi xe đạp đi huyện thành trên thực tế cho dù là tạ ý cùng chu kiều nga đem trong nhà sổ tiết kiệm toàn thăm dò lên một đài ép gạo cơ dựa vào bọn hắn hiện tại cũng mua không xuống đừng nhìn vợ chồng trẻ mấy năm này chuyển không ít giả vật ra ngoài bán còn thiết lập trại nuôi heo nuôi tới hơn mấy chục đầu heo nhưng tay này bên trong thật đúng là không có nhiều tiền còn lại tới dù sao cái này heo trận là làm nhưng nơi này đầu ít lợi còn một phân tiền không có kiếm về đến đâu chớ nói chi là hai người này đều không phải loại kia có thế bạc đãi mình chủ ăn xuyên cho tới bây giờ liền không tiết kiệm qua đánh giả vật là kiếm tiền nuôi đám kia gà hạ ra hai quả trứng cũng là bán không sai nhưng hai tướng chống đỡ một chút tiêu khoảng cách mua xuống trước mắt đài này ép gạo cơ nhưng còn kém không ít đâu này lại mua là không mua được, bất quá hai người ngược lại là đem máy móc cho nhìn trúng. Liền đợi đến Chu Kiều Nga về một chuyến Chu Gia Sông, tìm Trương Hồng Vân cho mượn tiền về sau, lập tức liền cho mua về. Cái này đi Chu Gia Sông vay tiền, tự nhiên vẫn là Chu Kiều Nga cái này làm nữ nhi quá khứ, tương đối tốt mở miệng. Cặp vợ chồng bên này thương lượng xong về sau, lập tức liền về trước tạ Gia Trang. Một ăn cơm trưa xong, Chu Kiều Nga liền dẫm lên xe đạp đi Chu Gia vọt lên. Đến Chu Kiến Quân nơi đó thời điểm, Trương Hồng Vân chính ngồi sổn ở dưới mái hiên trà sát tẩy trong chậu gỗ quần áo bẩn. Nhìn thấy Chu Kiều Nga cưỡi xe đạp đến đây, Trương Hồng Vân quần áo cũng không tẩy. Đưa tay từ trong chậu lấy ra tùy ý hướng trên thân xoa xoa, hỏi nàng, ngươi thế nào lúc này đến đây a? À? Chu Kiều Nga đem xe đạp hướng bên tường khẽ nghiêng, kéo qua một bên ghế đẩu đặt mông ngồi xuống, mới vừa nói, ta thương lượng với tiểu ý lấy mua một đài ép gạo cơ, cái này không trong tay đầu không đủ tiền, về nhà ngoại vay tiền tới. Lời nói này, một điểm lời khách sáo đều không có. Cũng may Trương Hồng Vân cũng không so đo cái này, bất quá vẫn là hỏi một câu, làm gì em đẹp muốn mua ép gạo cơ A? Đây không phải tà ý bên kia trong đội ép gạo cơ hỏng A. Chu Kiều Nga nói, trong thôn ép gạo không tiện, chúng ta mua gạo khang cũng không tiện cái này trại nuôi heo cho heo ăn không có cám nhưng sao được chỉ dựa vào heo cỏ khoai lang loại hình heo không thích ăn ngược lại là chuyện nhỏ mấu chốt là ăn dài không mập a à, cái này nếu là dưỡng đến cuối cùng không dài nghiêng mắt nhìn chính là đại sự ngược lại là cũng có thể đem cám đổi đổi thành hạt thóc hoặc là cơm cái gì nhưng cho heo ăn những này có thể bỏ được sao cho nên nói gạo này khang là tuyệt đối không thiếu được đương nhiên ngoại trừ cái này tại ý cùng chu kiều nga còn có ý nghĩ khác cái này sẽ đối mặt trương hồng vân chu kiều nga cũng không có ẩn tàng chúng ta là như thế này dự định cái này máy móc mua về cũng không miễn phí cho người trong thôn dùng dù sao đâu ép một gánh hạt thóc chúng ta liền thu người ngủ mau tiền dù sao không nói trước cái này máy móc là bỏ ra giá tiền rất lớn mua về liền chỉ riêng mỗi lần ép gạo kia tiền điện cái gì mỗi tháng chính là một bút không nhỏ chi tiêu Trương Hồng Vân cảm thấy, chính mình khuê nữ cùng con rể ý tưởng này cũng không tệ, bất quá nàng vẫn có chút lo lắng, dạng này, sẽ có người tới ép gạo sao? Phải biết trong đội ép gạo cơ vẫn luôn là miễn phí, cũng không có ai dùng tiền qua. Người cái này bỗng nhiên cùng người nói muốn thu tiền, người ta có thế vui lòng sao? Chương 72 Ói tạ ý cái này chất tử, ngày xưa không có phí công đau. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 72. Làm sao lại không ai vui lòng a?" À? Chu Kiều Nga nói, "Ta cùng Tiểu Ý đều đi trong huyện nhìn qua kia máy xay gạo, ép ra gạo vừa vặn rất tốt có thể sạch sẽ, đều không nhìn thấy một điểm hạt thóc." Lại nói, "Cái này trong đội máy xay gạo dưới mắt đều hỏng." Người ta sư phó đều nói, "Không sửa được, chỉ có thể mua mới." Nhưng trong đội tình huống này, căn bản liền không khả năng lại mua mới máy xay gạo trở về các thôn dân nếu là không nỡ dùng tiền tới ép gạo cũng được chỉ bất quá liền phải gánh gánh đi đến mấy dặm đường đi cái khác trong đội mượn máy xay gạo chủ yếu nhất một điểm liền phụ cận những cái kia đội sản xuất bên trong máy xay gạo chu kiều nga cùng tạ ý đều đi qua nhìn khoảng cách bãi công cũng không xa trương hồng vân nghe chu kiều nga nói như vậy tự nhiên là biết nàng cái này khuê nữ cùng con rể trong đầu đều có chủ ý vô cùng cũng sẽ không khuyên nữa nói cái gì trực tiếp hỏi Chu Kiều Nga còn thiếu bao nhiêu tiền. Chu Kiều Nga hướng về phía Trương Hồng Vân so cái bàn tay ra. Cốt A, Trương Hồng Vân minh bạch, đây là tìm nàng mượn 500 khối ý tứ. Đằng sau Trương Hồng Vân không nói lời nào, rất là dứt khoát trở về phòng cầm 500 khối ra cho đến Chu Kiều Nga. Chu Kiều Nga tiếp nhận tiền hướng trong túi cất kỹ, đối Trương Hồng Vân nói, mẹ, ngươi cũng đừng lo lắng, ta cùng tiểu ý đều cẩn thận tính qua cái này muốn thật sự là có người không nỡ dùng tiền đến ép gạo, ta cái này không trả về thu cám A, người ta đem cám bán cho chúng ta, cũng giống vậy có thế chống đỡ cái này ép gạo tiền A. Đừng nói, Chu Kiều Nga cuối cùng mấy câu nói đó ngược lại để Trương Hồng Vân Triệt để yên lòng. Dù sao hai năm này sinh hoạt tốt, còn cần dựa vào cám đến nhét đầy cái bao tử nhân gia, có thể nói hiện tại cơ hồ cũng bị mất. Dưới tình huống bình thường, cám ngoại trừ lấy ra nấu heo ăn cái gì, cũng không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Có thể sử dụng cám đổi ép gạo tiền, phần lớn người chỉ định đều sẽ vui lòng. Mà Chu Kiều Nga cùng tạ ý cái này không nuôi hơn mấy chục đầu heo A, à, đúng lúc liền thiếu những này cám. Người ta bớt đi ép gạo tiền, bọn hắn bớt đi mua gạo khang tiền không nói, còn không cần phải chỗ đi bên ngoài thu cám. Bất kể thế nào tính, vợ chồng trẻ đem cái này máy xay gạo mua, đều không trở về thu thiệt. Trước đến nơi này, trương hồng vân trên mặt nhiều một chút nụ cười nhìn thấy này lại sắc trời cũng không sớm chu kiều nga trên thân lại dẫn nhiều tiền như vậy liền thúc nàng ngươi nhanh đi về đi máy xay gạo là trước kia sang đây xem tốt tiền lúc này cũng mượn tới tay tạ ý cùng chu kiều nga là một điểm trì hoãn cũng không có ngày thứ hai liền cho mượn xe bò chạy huyện thành đi đem máy móc cho mua về mới tin máy xay gạo từ cửa thôn một đường kéo về đến trong nhà mỗi gặp cái trước các hương thân đoàn người đều sẽ hiếu kỳ hỏi một câu bởi như vậy tổng cộng lại lớn như vậy điểm làng ngày bình thường liền xem như đi đường tối đa cũng liền mười mấy hai mươi phút có thế đi đến kết quả đây tạ ý cùng chu kiều nga cười theo cùng nhiệt tình các thôn dân trò chuyện hai đến ba giờ thời gian mặt mũi này đều cho cười cứng mới để cho cái này máy xay gạo thành công vào phòng liền cái này cũng chưa hết Đầu này Tạ Ý cùng Chu Kiều Nga vừa đem máy xay gạo chuyển vào phòng, dự định buổi tối chờ Tạ Vệ Quốc bọn hắn tới ăn cơm thời điểm, đem liên quan tới thôn dân tới ép gạo thu chuyện tiền bạc ngay trước người trong nhà nói một chút. Nhưng mà ai biết, không có đợi bao lâu nữa đường nghe được tin tức Tạ Vệ dân cùng Tạ Vệ quân cặp vợ chồng trước chạy tới. Người còn không có vào nhà, Tạ Vệ quân liền tại bên ngoài hô lên, "Tiểu Ý, ta nghe người ta nói ngươi mua máy xay gạo rồi." Ở đâu nhanh cho tam thúc ngó ngó. Liền cái này nói chuyện công phu, cứ trình tương đối nhanh tạ vệ dân đã bước vào viện tử. Liếc mắt liền thấy được bày ở đường giữa phòng cái kia, màu đen đại gia hỏa. Đây chính là mới mua về máy xay gạo a. Tạ vệ dân vây quanh máy xay gạo xoay chuyển hai vòng sau hỏi. Một bên hỏi đồng thời, một bên nhịn không được vươn tay sờ lên thân máy bay. Đến cùng là mới mua về máy xay gạo, ngó ngó cái này sáng sủa độ cũng không phải là trong đội kia một đống phế cục sắt có thể so sánh lưu yến cùng lương phi hai người này lại cũng đứng tại nhà chính bên trong nhìn cái này máy móc sơ vừa nghe thấy tạ ý đem máy xay gạo cho mua hai người bọn họ cũng giật mình vừa cũng nhìn thấy mới tin máy móc xác thực đã bày ở chất tử nhà nhà chính bên trong hiếm có về hiếm có bất quá so với vừa vào nhà liền bị máy móc hấp dẫn tạ vệ dân tạ vệ quân hai huynh đệ Bên này Lương Phi cùng Lưu Yến hai chị em dâu lộ ra bình tĩnh tỉnh táo hơn nhiều. Đồng dạng, các nàng cân nhắc cũng nhiều. Đằng trước trong đội máy xay gạo không phải hỏng A, hai nhà này trong nhà còn chồng không ít đang chờ ép hạt thóc đâu. Phải biết năm nay là bao sản đến hộ năm thứ nhất, hai nhà lúc ấy trồng cái này ruộng thời điểm, nhưng đều là làm tổ tông đồng dạng tinh tế hầu hạ. Cũng may năm nay hơn nửa năm khí trời tốt, thêm nữa từ tà ý nơi đó kéo không ít phân heo nước quá khứ, lúa sớm thu hoạch cũng là phá lệ lý tưởng. Chủ yếu nhất là, những này thu được lương thực ngoại trừ muốn giao kia bộ phận thuế nông nghiệp bên ngoài, còn thừa hơn phân nửa đều có thể từ lấy chính bọn hắn xử lý. Có thể bán cho trạm thu mua, cũng có thể bán cho những người khác. Hai nhà người trong âm thầm đều ở nhà tính qua bút trướng này, bán cho trạm thu mua có thể đổi lấy không ít phiếu, nhưng giá tiền này thấp, nhưng nếu là đem cái này hạt thóc ép sạch sẽ bán được trong thành đi, giá cả khẳng định phải cao hơn. Dù nói không có phiếu, bất quá cái kia cũng không quan trọng. Bọn hắn nông thôn bên trong phần lớn đồ vật chính mình trong đất liền có gan, chân chính cần dùng đến phiếu địa phương thật sự không nhiều, mà lại cái này một hai năm đến cung tiêu xã có một phần nhỏ đồ vật, đã hủy bỏ phiếu. Cho nên tính đi tính lại, vẫn là đem hạt thóc ép bán cho người trong thành nhất có lời. Lại nói, dưới mắt cũng không bắt bọn họ loại này bán chính mình loại đồ vật. Giống gạo dạng này hút hàng hàng, trực tiếp kéo đến thị trường tự do đi, nhất định rất nhanh liền có thể bán xong. Trước đó trong đội máy xay gạo hỏng, bọn hắn đang ở nhà bên trong phát sầu về sau đi nơi nào ép gạo sự tình. Không nghĩ tới nhà mình cái này chất tử, không nói tiếng nào liền mua máy mới máy xay gạo trở về. Này lại tạ vệ dân cười tủm tỉm hỏi tạ ý hắn có thể đem trong nhà cây lúa cầm đến nơi này ép không? Có thế, nhà mình thúc thúc muốn tới đây ép gạo hỏi ngươi được hay không, việc này nó nhất định phải có thể làm. Được tạ ý lời chắc chắn tạ vệ dân cùng tạ vệ quân hai huynh đệ, cười khen tạ ý vài câu, đã hẹn xế chiều ngày mai liền đem trong nhà hạt thóc gánh tới về sau, cũng không tiếp tục chờ lâu liền đi về trước. Đưa tiễn tạ vệ dân cùng tạ vệ quân cái này hai đôi vợ chồng về sau, chu kiều nga dứt khoát đem cổng sân cho đã khóa cái này phải cảm tạ đến của bọn họ nhắc nhở vợ chồng trẻ một sự kiện đó chính là liên quan tới cái này ép gạo thu chuyện tiền đi vẫn phải là sớm nghĩ cách đều ở một cái trong thôn ở nhiều ít đều dính lấy thân mang theo cho nên cũng không thể chờ người ta nhận được tin tức nói ngươi nhà có máy xay gạo tới xem một chút ngó ngó thuận tiện hỏi ngươi có thể hay không ép gạo sau đó ngươi nói cho người ta nghĩ ép gạo có thể, nhưng là đến bỏ tiền mới được. Dưới mắt này lại may tới trước chính là tạ vệ quân cùng tạ vệ dân, là tạ ý thân thúc thúc, tiền này không thu không quan hệ. Dù sao như thế thân quan hệ bày ở đây, người ta lại là mở miệng trước, tạ ý nếu là lúc ấy nói cho người ta nói muốn thu tiền, tin hay không chờ ra môn này, người khác chỉ định ở sau lưng đâm tạ ý cuộc sống. Nói hắn không để ý thân tình, đều rơi tiền trong mắt đi. Cho nên nói, tiền này khẳng định là muốn thu. Dù sao không nói trước cái này máy xay gạo là bỏ ra giá tiền rất lớn mua, chính là cái này mỗi ép một lần gạo, chính mình còn muốn dựng vào tiền điện đâu. Nhưng là đâu, lại một lần nữa nói đi cũng phải nói lại, tiền này có thể thu, nhưng việc này lại không thể trực tiếp làm như vậy. Cặp vợ chồng trong nhà thương lượng một đêm công phu, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tạ ý liền đem trong nhà đầu mực nước cùng bút lông còn có giấy đỏ cái gì tìm cho ra có một câu gọi là đánh đòn phủ đầu tạ ý thương lượng với chu kiều nga về sau nghĩ ra được biện pháp chính là thừa dịp này lại các hương thân còn không có gánh hạt thóc tìm tới cửa thời điểm bọn hắn chính mình trước tiên đem cái này lấy tiền tin tức cho để lộ ra đi cũng không cần khắp thôn đi nói dạng này lộ ra quá bị coi thường chỉ cần tìm tấm giấy đỏ ra cầm bút lông tại trên giấy đỏ mặt viết lên ép gạo một gánh lấy tiền ngũ lông chữ sau đó cho thiếp tại bên ngoài cửa chính của sân bên trên là được rồi. Người ta tìm tới cửa cái này không còn chưa kịp nói chuyện, nhưng không trước hết nhìn thấy cái này sao. Chỉ cần để người trong thôn minh bạch ngươi ý tứ này về sau, đằng sau liền dễ làm nhiều hơn. Nguyện ý hoa cái này ép gạo tiền người, ngươi liền tiến đến. Nếu là không nở tiền này, nhìn thấy chữ này, cũng sẽ không tự chuốt nhục nhã mở miệng. Sợ đoàn người không nhìn thấy, dạng này màu đỏ tạ ý cố ý viết hai tấm chữ viết tốt về sau nhìn điểm mơ hồ ra tạ ý liền đem cái này hai tấm giấy đỏ cho dán lên một trương cho áp vào bên ngoài cửa chính của sân bên trên một cái khác trương liền dán tại máy xay gạo bên cạnh trên vách tường giống bọn hắn dạng này đuổi tại người khác mở miệng trước đem ý tứ này cho biểu đạt ra đến đã có thể được đến mình muốn còn không dễ dàng đắc tội với người bất quá vừa mới bắt đầu làm như vậy thời điểm đoàn người sau lưng nhất định sẽ nghị luận bên trên mấy câu. Nhưng cái này nghị luận thì nghị luận, lại cũng không trở thành nói quá khó nghe. Tổng tới nói, là tại tất cả mọi người có thế tiếp nhận phạm vi. Chỉ bất quá cái này giấy đỏ vừa dán đi lên về sau, vợ chồng trẻ còn phải đi trước tạ vệ dân cùng tạ vệ quân trong nhà, đem việc này cho giải thích một lần. Không phải chờ đến xế chiều hai cái này khi thúc thúc gánh hạt thóc đi tới nhìn một chút trên tường kia chữ, đoán chừng tại chỗ liền có thể không nể mặt quay đầu liền đi. Sau đó sẽ còn đi tìm tạ vệ quốc, đem tạ ý cho khiếu nại một lần. Cái này mới là thật sẽ đắc tội với người. Đi tạ vệ dân cùng tạ vệ quân nhà giải thích chuyện này đi, đến làm cho tạ ý toàn bộ làm người chất tử đi làm mới là đúng lý. Tạ ý đi trước nhị thúc tạ vệ dân trong nhà, hướng về phía tạ vệ dân cùng Lương Phi cười hô một tiếng, nhị thúc, nhị thẩm, về sau, mới một mặt thành khẩn đem sự tình nói một lần. Vì mua cái này máy xay gạo, đằng trước còn để Kiều Nga đi mẹ nàng nhà cho mượn 500 khối tiền tới. Ta cũng không có chỉ vào dựa vào máy móc kiếm tiền, đây không phải ép một lần gạo còn phải dựng vào không ít tiền điện A, à, cũng không thể cái này máy xay gạo tiền ta ra, xong mỗi tháng tiền điện còn phải thiếp không ít đi ra ngoài A. À. Xong đến cuối cùng, tạ ý còn nói với tạ vệ dân, Tuy nói cái này máy xay gạo là ta bỏ ra đồng tiền lớn cho mua về, những người khác tới ép gạo là muốn thu tiền. Nhưng ngài không giống, ngài là nhị thúc ta, không có đạo lý thúc thúc bên trên chất tử nhà ép hạ gạo còn phải tiêu tiền. Đằng trước là nói mình khó xử, phía sau mới là lần này tới được trọng điểm. Chính là công khai nói cho tạ vệ dân, chính mình cái này máy móc đối người khác lấy tiền, nhưng đối với hắn cái này làm nhị thúc, đó chính là miễn phí dù sao đến cuối cùng, tạ vệ dân là cười từ tạ ý đi đến nhà chính, nhìn xem hắn tiến vào tạ vệ quân trong nhà, quay đầu liền đối lương phi khen, nói tạ ý cái này chất tử, ngày xưa không có phí công đau. Chương 73 Cho nên cơm nước xong xuôi, hai người liền qua được. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 73 Kéo cổng tấm kia màu đỏ phúc, liên quan tới máy xay gạo thu phí sự tình cứ như vậy giải quyết mới đầu người tới không nhiều, dù sao ngủ mau tiền cũng là tiền, không nở hoa tiền này người khẳng định là có. Không phải liền là hạ chút khí lực gánh hạt thóc đi đến mấy dặm đường A, cái này không có gì. Các thôn dân những khác không có, cái này trong xương khí lực vẫn có. Nhưng theo tới được mấy người từ tạ ý cái này ép xong gạo sau khi trở về, đợi hơn 10 ngày, lục tục ngo ngoe tới ép gạo liền càng ngày càng nhiều. Vì sao? bởi vì người ta máy móc dễ dùng ép ra gạo sạch sẽ a à. đồng dạng một gánh gạo đặt kia thị trường tự do vừa để xuống tuyết trắng sạch sẽ kia gánh luôn luôn bán nhanh nhất giá tiền này còn có thể cao hơn mấy phần tiền một cân bởi vì người ta gạo bên trong một điểm cốc xác đều không thèm những này mang theo điểm cốc xác không có ép sạch sẽ gạo đến mua người sau khi xem trả lại cho ngươi đến bên trên một câu ngươi người này không thành thật cố ý trộn lẫn điểm hạt thóc đi vào tới dọa cái cân. Nói thật, một đánh gạo bên trong liền xem như không chút ép sạch sẽ, bên trong có chút mang theo điểm cốt xác tại, cũng ép không có bao nhiêu trọng lượng. Nhưng mà không ép quay về không ép nặng, nhìn xem lại hết sức đục lỗ. Động lòng người tại nào đó chút thời gian, một quen đến chỉ thích tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy, làm cho những này bán mang theo điểm cốt xác gạo lòng người bên trong khí vô cùng lúc đầu bọn hắn so người khác thấp hơn mấy phần một cân liền đủ nháo tâm, kết quả đây, còn bị người như vậy ghét bỏ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu còn đang tiền nơi này. Cũng chớ xem thường kia mấy phần tiền, một gánh gạo bất kể thế nào giảng đều phải có hơn mấy chục cân. Hơn một cân cái mấy phần tiền, mấy chục cân khác nhau liền lớn. Có ít người quay đầu cẩn thận tính toán, được, vẫn là đừng phí công phu này tỉnh ngủ mau tiền gánh hạt thóc đi đến như vậy mấy dặm đường, liền đặt tạ ý nơi đó ép đi một gánh gạo nhiều bán đi đến những số tiền kia đối đầu kia ngủ mau tiền ép gạo tiền luôn luôn dư xài đã dạng này bọn hắn phế lớn như vậy cầm khí lực gánh vác mấy dặm đường ý nghĩa ở đâu căn bản chính là chơi đùa lung tung a à. mà lại bây giờ tại thị trường tự do bán gạo hãy cùng lương thực đứng nơi đó cung ứng bột mì đồng dạng đều cho bán đi cấp bậc tới cho nên về sau không chỉ là bổn thôn người tới ép dần dần, thôn bên cạnh cũng không ít người gánh gánh đến đây. Làm cho tạ ý trong viện tử này, suốt ngày ầm ầm vang cái không ngừng. Bất quá ồn ào về ầm ý điểm, nhưng gạo này khang sự tình, tạ ý cùng Chu Kiều Nga rốt cuộc không có đau đầu qua. Thật là nhiều người ép xong gạo về sau không nở tiêu tiền, đều sẽ đem cám trực tiếp bán cho bọn hắn, đã bớt đi ép gạo tiền, lại không cần lại hoa khí lực trở về gánh chịu. Tổng tới nói, đây là một kiện nhĩ hảo ta tốt tất cả mọi người tốt sự tình. Theo cám sự tình hoàng Mỹ giải quyết về sau, thời gian nhán một cái liền đến đầu tháng 8. Tạ ý nhà đầu một nhóm nuôi những cái kia heo, đã đến có thể xuất chuồng thời điểm. Tạ ý rút cái thời gian, chạy đến tạ đồ tể nơi đó cũng nói với hắn một tiếng. Nói xong ngày thứ hai, tạ đồ tể lại tới. Tiếng chuồng heo xem xét, tạ đồ tể liền tắt lưỡi, hỏi hắn, Ngươi cái này heo đến cùng làm sao nuôi a à? Bình thường tới nói, một con lợn thuận lợi dưỡng đến có thế xuất trùng, dưới tình huống bình thường, phải 7 tháng trở lên thời gian. Nhưng cho dù là đến 7 tháng có thế xuất trùng, lúc này heo cũng sẽ không có nhiều mập. Nuôi tốt, có thế dưỡng đến hơn 200 cân liền xem như thật tốt. Nhưng tạ ý bên này heo, tạ đồ tể dùng hắn cặp kia có thế cân nặng con mắt xem xét một vòng sau khi xuống tới, trong đầu liền đã có tính toán mỗi đầu chí ít 300 cân trở lên. May đầu năm nay heo đồ ăn còn chưa phổ cập, đoàn người chăn heo đều là nấu heo ăn nuôi nấn ra. Nếu không liền đặt tạ ý dạng này, tuyệt đối có người hoài nghi hắn là dùng đồ ăn cho chồng ra tới. Kỳ thật tạ đồ tể không là cái thứ nhất hỏi cái này lời nói người đâu, sớm chút thời gian, các thôn dân tới gánh phân heo thời điểm cũng có người hỏi qua đồng dạng. Khi đó tạ ý trả lời như thế nào, hắn nói, đoán chừng là ta cám nhiều thả chút đi. Trên thực tế, cũng đúng là dạng này. Trong nhà có máy xay gạo về sau, gạo này khang trong nhà liền không có thiếu. Thêm nửa đoạn thời gian trước không phải lại thêm gần 30 đầu heo con A, cái này mỗi ngày quan dựa vào đủ lục thẩm đã bận không qua nổi. Lấy tới cuối cùng, tạ ý cùng Chu Kiều Nga mỗi ngày đều qua được thêm nắm tay hỗ trợ mới có thể miễn cưỡng đem công việc này cho làm xong. Liên tiếp chặt vài ngày khoai lang, liền xem như chu kiều nga cũng cảm thấy tay có chút chua cặp vợ chồng ban đêm chui ổ chăn vừa thương lượng cảm thấy một mực làm như vậy xuống dưới không phải chuyện gì dù sao chăn heo cái đồ chơi này nuôi đến càng nhiều càng kiếm tiền nhưng đồng dạng người nuôi đến càng nhiều cũng càng mệt mỏi a à. thương lượng đến cuối cùng được ta lại mời một người tới đi bất quá mời người sự tình không có nhanh như vậy liền có thể giải quyết yêu cầu khác không cao nhưng người đến chịu khó còn phải thích sạch sẽ. Dù sao nhiều như vậy heo nuôi dưỡng ở một khối, nếu là tứ làm không thật sạch sẽ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà lại không nói những cái khác, chỉ riêng cổ này hương vị liền đủ ra tấn người. Càng đừng đề cập bọn hắn hiện tại cái nhà này, liền liên tiếp chuồng heo ở, chuồng heo bên kia hương vị nhất trọng, trước hết nhất thụ ảnh hưởng liền bọn hắn người trong nhà. Hai người như vậy xem như tính xong, bất quá tại người mời trước khi đến, những này sống vẫn phải là chính bọn hắn đến làm. Có lúc cái này khoai lang chặt không đến nhiều như vậy, liền dứt khoát hướng trong nồi nhiều thêm chút cám. Dù sao bọn hắn cái này những khác không nhiều, liền cám tối đa. Tùy tiện thêm, tùy tiện thả, nghĩ thả nhiều ít liền thả bao nhiêu. Này lại tạ đồ tể hỏi tạ ý làm sao chăn heo, tạ ý như cũ nói với người ta, có lẽ là hắn cám thả đủ đi. Không quan tâm đoàn người tin hay không, dù sao tạ ý chính là như thế chăng heo. Hỏi hắn là trả lời như vậy, hỏi hắn mời đến đủ lục thẩm cùng Chu Tẩu Tử cũng giống như nhau. A, à, Chu Tẩu Tử liền phía sau bọn họ mời đến người kia. Hiện tại trong chuồng heo bên trong thường xuyên mời một người hỗ trợ không nói, còn đang chuồng heo bên ngoài lại đóng hai gian tạp phòng ra. Một gian chất đóng cám khoai lang cái gì, một gian khi nhà bếp dùng. Bên trong tu hai cái đại táo đài vẫn là nông thôn loại kia dài mảnh trạng, phía trên có hai cái lỗ. Đốt một lần lửa, có thể thả hai cái nồi ở trên đầu nấu cái chủng loại kia. Chính là đằng sau cái kia lỗ tiếp nhận hỏa lực có thể so với phía trước nhỏ rất nhiều. Bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao một ngày như thế cả xuống tới, đằng sau cái kia lỗ cũng có thể nấu ra ba bốn nồi heo ăn tới. Nhiều ít cũng có thể tiết kiệm một chút công phu, tiết kiệm một chút tinh lực. Tạ ý nuôi những này heo là thật nuôi không sai. Này lại có thế xúc chuồng 20 đầu heo đều đặt ở một loạt, mỗi cái trong chuồng heo để lên hai đầu. Cùng tạ đồ tể thương lượng xong giá cả về sau, liền cùng tạ đồ tể đã hẹn, buổi sáng ngày mai 5 điểm bắt đầu mổ heo. Giết hai đầu heo. Một đầu là bán cho tạ đồ tể, ấn lợn sống giá cả bán, tám lông ngày mồng 1 tháng 5 cân. Còn có một đầu nhưng là chính mình muốn, dự định giết về sau, lưu một bộ phận mình ăn, cái khác đại bộ phận kéo đến thị trường tự do đi bán. Nhưng mà, hiện tại thị trường tự do cũng không gọi thị trường tự do, phải gọi phiên chợ. Ngoại trừ ngày bình thường có một ít cố định quán nhỏ phiến ở nơi đó bán đồ bên ngoài, mỗi khi gặp hai ngũ tám, liền đại tập. Đến lúc này, chung quanh liền nhau mấy cái làng người đều sẽ tụ tập tới, hoặc bán đồ, hoặc mua đồ, rất là náo nhiệt. Tạ ý chính là nhìn chuẩn ngày mai là số 8, cho nên mới quyết định rạng sáng giết tới một con lợn, đến lúc đó được rồi quá khứ bán. Cái này tập, tạ đồ tể cũng phải đi đuổi. Bất quá giữa hai người ảnh hưởng không lớn, chủ yếu vẫn là đầu năm nay bán heo không nhiều. Trên cơ bản như loại này đại tập, thịt heo loại này hút hàng hàng kéo một phát đi lên, rất nhanh liền có thế bán hết sạch. Đừng nhìn năm nay chăn heo người là nhiều, nhưng lúc này bỏ được mổ heo người đến cùng vẫn là không nhiều tất cả mọi người nhưng kình nuôi heo, dự định lưu đến cuối năm lại mập một lúc thời điểm giết. Cho nên dù là biết tạ ý này lại muốn bao nhiêu giết một con lợn, tạ đồ tể cũng không có để ý. Lại nói, cái này heo là tạ ý chính mình nuôi, hắn muốn thật muốn giết bán, tạ đồ tể cũng ngăn không được a. À. Trạng sáng 5 giờ, trời còn chỉ có tảng sáng. Hai đầu heo bị chạy tới hậu viện đi, này lại đã trói kỹ tứ chi đem thả tại trên ghế dài mặt dưới đáy cắt đặt vào hai cái chậu lớn, đây là lấy ra thịnh máu heo dùng. Tạ đồ tể là mổ heo lão thủ, một đao hạ xuống, heo xé rách gào lên một tiếng về sau, trói chặt chân đạp mấy lần rất nhanh liền không có động tĩnh. Đợi đến máu heo dọc sạch sẽ về sau, triệu quế anh liền tranh thủ thời gian đi tới đem dưới đáy chậu lớn lấy ra, thuận tiện tạ đồ tể động tác kế tiếp. Giết hai đầu heo, không hao phí tạ đồ tể bao lâu thời gian. Mấy đao hạ xuống, đầu heo là đầu heo, móng heo là móng heo, xương sườn cái này một khối tạ đồ tể cũng giúp đỡ tạ ý cho lấy ra. Làm xong tạ ý đầu kia heo về sau, Phương mới bắt đầu xưng hắn muốn mua đầu kia cả heo. Trọng lượng cả bị 324 cân 7 lượng, phía sau lau số 0, trực tiếp tính tới cân phía trên, cũng chính là 270 năm khối tứ mau tiền. Đưa tiền thời điểm, tạ ý đem phía sau kia tứ mau tiền cũng cho lau, đã thu 270 năm. Cả xong đây hết thảy về sau, tạ đồ tể liền cái này tạ ý đằng sau cũng đem hắn đầu kia heo cho hỏa tốc chia cắt xong. Đến phiên chợ bên trên, đã là 7-8 giờ. Vị trí tốt tự nhiên là không có, tạ ý cùng Chu Kiều Nga cũng chỉ có thể đem thịt kéo tại phiên chợ lối vào bán. So với tạ ý loại này lâm thời quyết định bán thịt, tạ đồ tể hiển nhiên liền tốt hơn nhiều. Hắn không phải lần thứ nhất bán, người ta tại phiên chợ trên có cái cố định quầy hàng. Vị trí ngay tại phiên chợ trung tâm nhất địa phương náo nhiệt nhất, có heo có thể giết thời điểm, hắn liền đem heo kéo qua bán. Không có heo giết, liền trống không tùy tiện người khác dùng. Nơi này liền sát bên nhà hắn thân thích cửa phòng miệng, những người khác sẽ không cũng không dám đi chiếm vị trí của hắn. Cho nên vừa đến phiên chợ bên trên, heo đồ tể trực tiếp liền lôi kéo thịt đến chính mình quầy hàng đi lên. Có lẽ là hắn đến tương đối trễ nguyên nhân quầy hàng bên trên đã có người thả đồ ăn ở trên đầu bán. Bất quá nhìn thấy tạ đồ tể kéo thịt đến đây, người ta cười với hắn cười, lập tức thức thời liền đem đồ ăn cho dời. Một bên chuyển còn vừa nhìn kia thịt một chút, thịt này không tệ a, à, tuyển kia địa phương tốt, cho ta đến hai cân đi. Người này cái gọi là địa phương tốt, chính là chỉ thịt mỡ nhiều một chút. Tạ đồ tể cười đồng ý, quay đầu kia lên đao trong tay tại trên thịt cắt hai lần, liền coi như là khai trương đồng thời tạ ý bên này cũng khai trương trước đó đã nói lúc này thịt heo vẫn là hút hàng hàng thuộc về cung không đủ cầu trạng thái liền xem như loại này đại tập kia cũng không phải không có một lần đều có thể có người kéo thịt tới bán cho nên dù là tạ ý tới chậm vị trí tuyển lại không tốt nhưng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian hắn cái này trước mặt liền vây quanh một đám người cái này muốn một cân cái kia muốn nửa cân muốn mặc dù cũng không nhiều nhưng không chịu nổi nhiều người a à. đến cuối cùng không tiêu tốn bao lâu thời gian tạ ý thịt này thừa liền không nhiều lắm kỳ thật thật muốn bàn về đến hắn cái này bán so tạ đồ tể nhanh hơn còn tốt hơn cũng không phải tạ ý cùng chu kiều nga sẽ làm ăn tương phản so với làm ăn đến bọn hắn thật đúng là so ra kém tạ đồ tể sở dĩ bán tốt vẫn là hai người không chút so đo những cái kia số lẻ cái này mua đồ thời điểm đoàn người có một thứ tình yêu chiếm tiện nghi tâm tư chỉ cần thuận hắn tâm ý này ngươi làm ăn này tự nhiên liền trở nên tốt đẹp giống tà ý bên này đụng phải một chút nghĩ dựng điểm số lẻ tà ý rất sảng khoái liền cho cứ như vậy có thể không bán được được chứ cùng tà ý so ra tạ đồ tể cũng không phải hoàn toàn không cho người ta chiếm tiện nghi nhưng đây rốt cuộc còn là không giống nhau bởi vì heo là tà ý nuôi liền xem như dựng điểm số lẻ ra ngoài như thế tán bán xuống tới cũng sao bán cho tạ đồ tể có lời dù sao tạ ý cùng chu kiều nga đều không ngốc cái này số lẻ cũng liền nói đến êm tai trên thực tế thật không có nhiều cho nên tạ ý có thể không so đo nhưng tạ đồ tể không được hắn là bỏ ra tiền từ tạ ý nơi đó nhập hàng tới được cái này trên bản chất thì có khác biệt cũng may mà lúc này thịt hút hàng cho dù là có tạ ý ở chỗ này cùng hắn đoạt sinh ý nhưng tạ đồ tể sinh ý cũng không kém mà lại tạ ý bên này bởi vì không so đo nguyên nhân thịt rất nhanh liền bán không có đợi đến hắn bên này một không có tạ đồ tể bên kia rất nhanh liền nên đón một cái mới cao triều không tới tan cuộc thời điểm hai nhà thịt heo đều cho bán sạch tan cuộc về sau chu kiều nga cùng tạ ý cũng không có vội vã trở về ngược lại tại thị trường tự do bên trong quay vòng lên. Có đụng phải bán làm măng, làm cây nấm cái gì, cũng dùng tiền mua chút trở về. Năm nay để nuôi những này heo, nói thật cái này phía sau núi so với những năm qua đến, ít đi rất nhiều hồi. Giống những này hoa quả khô, những năm qua hoặc nhiều hoặc ít đều phơi không ít, nhưng năm nay còn thật không có. Này lại đụng phải liền nhiều mua chút, đến mùa đông thời điểm ngâm nở, trên bàn cơm cũng nhiều một đạo mới mẻ đồ ăn. Như thế một giải một vòng đi dạo xuống tới, xe đạp trồng trên đầu liền treo đầy đồ vật. Cặp vợ chồng cảm thấy không sai biệt lắm, dẫm lên xe đạp liền trở về. Lúc về đến nhà, Triệu Quế Anh vừa đem cơm trưa cho làm tốt. Trên mặt bàn, bày tràn đầy một cái bồn lớn hầm móng heo. Bốn nhỏ chỉ đã nhu thuận ngồi ở bên cạnh bàn chờ. Móng heo là buổi sáng lưu, bốn cái móng heo, một cái đều không có bán, toàn lưu lại. Ngoại trừ móng heo còn có heo bụng cùng heo đại tràng đã lớn đầu heo những này đều không có bán chính là xương sườn còn có tốt đi một chút thịt ba chỉ cũng lưu không ít ra một cái là chính mình muốn ăn còn có một ít là muốn ra bên ngoài đưa tạ ý bên này năm nay mới heo xuất chuồng con thứ nhất hai cái thúc thúc bên kia là không thể thiếu đến đưa tận lực bồi tiếp chu kiều nga bên kia ngũ người ca ca cùng chu kiến thiết nơi đó cũng không có thể thiếu lúc trước tu chuồng heo thời điểm, chu gia năm huynh đệ thật là không ít hỗ trợ. Những việc này, tạ ý đều nhớ kỹ cũng nhận tình. Cho nên lớn đầu heo là cho chu kiến thiết, hắn thích ăn heo mặt thịt. Thịt ba chỉ cùng xương sườn là cho năm cái đại cửu ca đưa, còn đồ còn dư lại bên trong, còn phải cho tạ ý bên này hai cái thúc thúc một nhà đưa một cái móng heo quá khứ. Cứ tính toán như thế đến, lưu đồ vật thật đúng là không nhiều này lại thời tiết vẫn còn tương đối nóng, thịt không kiên nhẫn thả. Muốn đưa, liền phải tranh thủ thời gian đưa qua. Tạ vệ dân cùng tạ vệ quân nơi này còn tốt, dù sao gần, tối nay tạ vệ quốc giúp đỡ đưa qua cũng giống như nhau. Mà chu gia sông nơi đó, liền phải tạ ý cùng chu Kiều Nga đi một chuyến. Cho nên cơm nước xong xuôi, hai người liền qua được. Bất quá trước khi đi, trong nhà lại người đến. Chương 74 cuối cùng tà ý đánh nhịp, thu đi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 74 Tà ý là nghe được hô tiếng cửa mới ra ngoài nhìn. Là cái lạ mắt trung niên nam nhân, vóc dáng không cao, làn da ngâm đen đen nhánh, đứng tại nhà hắn viện tử cửa chính, sửng sốt không dám tiến thêm một bước. Bởi vì đại hoàng liền đứng ở cửa, nhìn chồng chọc vào hắn. Đừng nhìn đại hoàng ngày bình thường già bị tiểu tam khi dễ, nhưng tại giữa nhà phương diện này đó chính là một tay hảo thủ. Người trong nhà cách thật xa nó đều có thể nghe được hương vị, sau đó vui sướng chạy tới, cho một mình ngươi ôm nhiệt tình. Có một lần thật sự là nhiệt tình quá mức, đối tạ ý tiến lên thời điểm, trực tiếp liền đem tạ ý từ thổ mỏ bên trên cho nhào đến phía dưới trong đất đi. May cái này mỏ không cao, tạ ý ngoại trừ ngã một thân thổ chi bên ngoài chuyện gì đều không có sau đó tạ ý vẫn là khỏe mạnh dạy bảo đại hoàng một phen cái này mới dần dần đem cái này yêu nhào người mau bệnh cho sửa lại đương nhiên đây là đối nhà mình người mới sẽ có nếu là đụng tới trong thôn những cái kia thường xuyên tới gánh nước bẩn các thôn dân chỉ cần không tiến nhà mình viện này đại hoàng đều không để ý nhưng nếu là muốn vào viện này cửa còn phải quá lớn hoàng cửa này tỷ như nói đối đãi những cái kia tới ép gạo các thôn dân đại hoàng chính là làm như vậy dưới tình huống bình thường, đại hoàng sẽ nằm sấp tại cửa ra vào một bên, hướng về phía người tới sổ bên trên hai tiếng. Trong phòng đầu người nghe được đại hoàng tiếng kêu, cũng sẽ đuổi tới mở cửa. Nhưng nếu là đụng tới giống trước mắt dạng này lạ mắt, đại hoàng liền tặc vô cùng. Còn nhớ rõ trước đó cái kia tại Lai Phúc a, hắn chính là bị đại hoàng cho đánh lén đắc thủ điển hình án lệ. Đương nhiên, người nếu là thoải mái đứng tại cửa ra vào hô người, đại hoàng cũng không chỉ tại đánh lén ngươi. Nhiều nhất mà cũng chính là giống như bây giờ, đứng tại cửa ra vào mắt long long nhìn chầm chầm ngươi. Dùng một cái từ ngữ để hình dung, đó chính là người khác nhau, liền có khác biệt đối đãi phương pháp. Đừng nói, cái này đại hoàng chầm chầm lên người đến, là có chút hung ý, thêm nữa lại lớn lên khỏe mạnh, cho người ta cảm giác áp bách mười phần. Cái khác cũng không cần nhiều lời, ngươi trước mắt người này liền biết rồi, nhìn thấy tà ý đến đây, hãy cùng nhìn thấy cứu tinh bộ dáng. Xong còn phải phân ra ánh mắt cho đến đại hoàng, dùng để đề phòng. Ngược lại là đại hoàng này lại nhìn tạ ý đến đây, lập tức liền ngoắc ngoắc cái đuôi nằm trên đất đi. Ngay từ đầu tạ ý còn tưởng rằng người này cũng là người trong thôn, cố ý nhiều nhìn thêm vài lần. Dù sao nếu không phải một cái làng ở, cũng không ai sẽ hướng hắn cái này đến chạy. Nhưng người này thật sự là nhìn lạ mắt, làm cho tạ ý chính ở chỗ này hung hăng mù suy nghĩ đây rốt cuộc là nhà nào người a mình làm sao một lần đều chưa thấy qua a lúc này người kia mở miệng hắn cũng là dứt khoát trước tiên là nói về thân phận của mình họ chu cùng tạ đồ tể đồng dạng cũng là đồ tể nhưng mà không phải tạ gia trang là sát vách chu gia thôn ngày hôm nay tới chính là muốn mua heo giống bọn hắn loại này làm đồ tể tin tức khác không linh thông, nhưng Duy chỉ có đối với người nào nuôi trong nhà nhiều ít heo, lúc nào ông trở về đến nuôi, bao lâu có thế xuất trùng cái này việc sự tình kia là môn thanh. Dù là hắn là thôn bên cạnh, đối tại gia trang tử bên này một chút tình huống đó cũng là hiểu rõ mấy phần. Chớ nói chi là, tạ ý một hơi nuôi nhiều như vậy heo, sớm ở tại bọn hắn đồ tể giới nổi danh. Nếu là đặt ở năm ngoái, chu đồ tể là tuyệt đối sẽ không chạy chuyến này dù sao nơi này là tại gia trang người ta cũng có mình đồ tể phần lớn thời điểm người trong thôn thật có vài việc gì đó đều yêu tìm chính mình thôn chu đồ tể liền xem như có lòng muốn cướp người ta sinh ý cũng không nhất định giành được qua cho nên nói hắn cũng không đáng vì điểm này tử lợi ích đi cùng người không qua được bất quá năm nay là không đồng dạng phân ruộng phân chỗ tốt tự nhiên là không cần nói liền năm nay thu đi lên lúa sớm về sau liền có không ít thôn dân ngẫu nhiên có thế ăn một bữa đại bạch gạo cơm khô nhưng đối với bọn hắn đồ tể tới nói tốt nhất vẫn là cái kia cho phép tùy ý nuôi gia đình súc nuôi đến nhiều người bọn hắn năm nay chỉ dựa vào cho gia súc thế đi đều so những năm qua tốt hơn mấy lần chớ nói chi là thị trường tự do bên kia cũng không ai bắt có kia đầu óc linh hoạt một điểm sớm tại thị trường tự do nơi đó chiếm cái quán nhỏ vị làm lên mua bán nhỏ tới bọn hắn những này làm đồ tể, đó cũng là cần rất nhanh thức thời. Như cũ là làm lấy nghề cũ, nhưng lại không vẻn vẹn chỉ là làm nghề cũ. Cho người ta giết heo đồng thời, bọn hắn cũng thu lợn sống. Thu được lợn sống hoặc là thừa dịp ngày đó đi chợ cầm tới phiên chợ đi lên bán, hoặc là trực tiếp đem thịt hướng gánh bên trong vừa để xuống, đòn gánh vẫy một cái, đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia hết lớn bán cũng được. Dù sao bất kể thế nào làm, chỉ cần có heo vết, có heo thu, bọn hắn lợi nhuận vẫn là rất khách quan. Đương nhiên tất cả tiền đề vẫn phải là có heo có thể thu. Thế là giống tạ ý dạng này, một hơi nuôi tới nhiều như vậy heo, tự nhiên là bị phụ cận đồ tể đều ghi nhớ. Chỉ bất quá đoàn người lần này đều làm sai một sự kiện, bọn hắn dùng kinh nghiệm của dĩ vãng đến đánh giá tạ ý cái này một nhóm heo xuất chuồng thời gian. Bình thường chăn heo chí ít cần khoảng 7 tháng thời gian mới có thể ra cột, Tạ ý nuôi những này heo cũng liền khó khăn lắm qua có thể xuất chuồng thời gian. Đoàn người chính suy nghĩ lại đợi thêm chút thời gian tới hỏi một chút lúc, không nghĩ tới bên kia Tạ Đồ Tể trước hết vào tay. Cũng là Chu Đồ Tể tin tức linh thông, cơ hồ bên kia Tạ Ý cùng Tạ Đồ Tể vừa lên phiên chợ bên trên bán heo, hắn liền nhận được tin tức. Cái này không lập tức liền nóng vội chạy tới rồi sao? Có người tìm tới cửa mua cả heo, đây là chuyện tốt. Chí ít đối với tạ ý tới nói, hắn liền không cần lo lắng những cái kia heo tiêu thụ vấn đề. Đừng nhìn lần này chỉ có 20 đầu heo có thể xuất chuồng, lúc này coi như không ai hỗ trợ, tạ ý chính mình cũng có thể đem những này heo cho tiêu ra ngoài. Có thể sao đâu. Không nói trước đằng sau còn có gần 30 đầu heo sẽ ở 6 tháng cuối năm cũng lần lượt xuất chuồng chuyện, liền đằng sau nhiều lưu lại kia mấy con lợn giống, đến sang năm đầu xuân cả đời sinh, đoán chừng chính mình hiện tại cái này chuồng heo đều không đủ dùng. Chỉ sợ khi đó, chỉ dựa vào một cái tạ đồ tể sợ là ăn không vô hắn những này heo. Cho nên này lại chu đồ tể đến, tạ ý vẫn là hết sức hoan nghênh. Cười đem người nghênh tiếng vào viện tử, hướng về phía chu kiều Nga hô, kiều Nga, khách tới rồi, chuyển đem ghế ra. Trong phòng chu kiều Nga lên tiếng, ra lúc, trong tay liền có thêm hai thanh ghế trúc. Cái ghế bị chu kiều Nga thả trong sân, một thanh cho tạ ý một thanh là cho chu đồ tể ngoại trừ cái này chu kiều nga lại dời đem bàn gỗ nhỏ ra đầu kia triệu quế anh theo ở phía sau ra lúc trong tay còn bưng cái đĩa trong đĩa đầu có một chậu mình xào bí đỏ tử dân quê hiếu khách giống chu đồ tể loại này lần đầu tới cửa tới nói chuyện đều lại nhận nhiệt tình đối đãi một bên đập lấy bí đỏ tử một bên nói chuyện là không còn gì tốt hơn mỗi lần sự tình nói chuyện xong lẫn nhau ở giữa liền rất quen đến có thể xưng huynh gọi đệ. Này lại trên mặt đất đã nhiều một đống nam qua tử sát, bên kia tạ vệ quốc cùng chu đồ tể cho tán gẫu lên. Trái lại tạ ý, ngược lại an tĩnh ngồi ở một bên, nghe cha hắn cùng người trò chuyện. Không phải tạ ý không muốn cùng người ta trò chuyện, thật sự là trò chuyện không đến hai câu, ngày này liền cho trò chuyện chết rồi. Người ta lôi kéo làm quen, nhìn thấy trong viện bốn nhỏ chỉ khen một câu nhà hắn hài tử mang không sai sạch sẽ trắng trắng mập mập tạ ý trả lời người ta chỗ đó ở đâu nhưng cái này sau đó thì sao chu đồ tể chờ ở bên cạnh nửa ngày cũng không đợi được tạ ý về sau một trong nháy mắt liền tẻ ngắt cốt a chu đồ tể đến cùng là có việc cầu người cái kia lại mở miệng lúc này ta không trò chuyện hài tử ta trò chuyện heo sự tình đang nói như thế nào mua heo trước đó chu đồ tể như cũ trước khen một lần hướng về phía tà ý so cái ngón tay cái ra lão đệ a à, bây giờ chăn heo người ở chung quanh tất cả trong làng đó cũng đều là cái này lời này chu đồ tể nói thật tâm thật ý trên thực tế lúc trước hắn khen bốn nhỏ chỉ cũng là thật tâm thật ý bốn nhỏ chỉ xác thực xuyên sạch sẽ thêm nửa ngày bình thường dinh dưỡng theo kịp cũng xác thực dáng dấp trắng trắng mập mập Cùng trong thôn còn lại mấy cái bên kia lăn lộn đầy đất tiểu hài so ra xác thực vô cùng dễ thấy nhưng mà lần này tạ ý vẫn là trả lời người ta chỗ đó chỗ đó tạ ý trả lời kỳ thật cũng không sai người ta khen ngươi thời điểm kia là đến khiêm tốn một điểm nhưng dưới tình huống bình thường ngươi khiêm tốn sau khi xong ngươi đến về khen một chút người khác a à. nhưng tạ ý nhìn thấy chu đồ tể xác thực không biết làm sao khen hai người lại không quen đây là lần thứ nhất gặp mặt đâu ngoại trừ biết người ta là sát vách chu gia thôn đồ tể bên ngoài cái khác hoàn toàn không biết tạ ý nghĩ khen cũng không có đồ vật khen ngày này chính là như thế cho trò chuyện chết rồi may mắn này lại vừa ăn cơm trưa xong tạ vệ quốc còn không có xuống đất đâu hai người này đánh đối mặt cái này hô một câu là lão đệ ngươi a cái kia tới một câu nha là lão ca a nguyên lai like hai người này là nhận biết tốt a à, cả đến cuối cùng ngược lại là hai cái này ở nơi đó cho trò chuyện mở cũng may chu đồ tể còn nhớ rõ mình là tới làm gì tại trong đĩa bí đỏ tử nhanh thấy đấy hắn lại uống hết trước mặt nước lúc nói tới mua heo phía trên tới việc này tạ ý còn là có thể xử lý cái gì cũng trước đừng nói trước tiên đem người cho đưa đến trong chuồng heo đi xem một vòng lại nói cái khác a à từ trong chuồng heo dạo qua một vòng sau khi ra ngoài, tạ ý cùng chu đồ tể liền đã hẹn sáng mai rạng sáng tới kéo heo. Cũng trách mùa này trời quá nóng, cái này heo nếu là giết quá sớm dễ dàng xấu đi, cho nên cũng chỉ có thể là rạng sáng hiện giết. Giá cả cùng tạ đồ tể đồng dạng, lợn sống tám lông ngày mồng 1 tháng 5 cân. Đây là bọn hắn thu heo giá thị trường, mặc kệ là đặt tạ ý nơi này thu vẫn là ở những thôn dân khác nơi đó thu, giá tiền này kỳ thật đều là giống nhau cho nên cũng không có gì có thế đàm. Bên này cùng chu đồ tể đem sự tình thỏa đàm, bên kia chu kiều Nga liền thúc đi lên. Bọn hắn còn phải vội vàng đi một chuyến chu gia sông đem thịt cho đưa qua, nếu không phóng tới sáng mai, coi như thật không mới mẻ. Trước đó chu đồ tể đến đến cùng là chậm trễ không thiếu thời gian, cho nên nhất đẳng tạ ý ngồi lên chỗ ngồi phía sau về sau, chu kiều Nga hay dùng lực đem xe đạp cho đạp thật nhanh. Cặp vợ chồng lần này ngoại trừ muốn đi qua đưa nhục chi bên ngoài, thuận tiện còn phải đem đoạn thời gian trước mượn Trương Hồng Vân kia 500 đồng tiền cho trả. Tuy nói Trương Hồng Vân không hỏi lấy muốn, nhưng tạ ý lại là vẫn luôn nhớ kỹ việc này. Ngày hôm nay không phải bán hai đầu heo ra ngoài A, một đầu cả heo bán hơn 270. Bên kia là mình đi phiên chợ bên trên bán, tuy nói lưu không ít mình ăn, nhưng tới tay thời điểm cũng có gần 200 khối tiền lại thêm mấy tháng này cho người ta ép gạo tiền, liền xem như trả Trương Hồng Vân kia 500, chính mình trong tay đầu còn lưu không ít ra. Nhưng chớ coi thường mới mua bộ kia máy xay gạo. Lúc trước mua trở về thời điểm, Triệu Quế Anh vừa ý đau chết cái này mua máy móc tiền. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, Triệu Quế Anh liền đổi giọng, nói cái này máy móc ồn ào là ầm ỉ điểm, nhưng là mua giá trị một gánh thước rưỡi mau tiền, 10 gánh gạo thì có 5 khối tiền. Máy móc mua về nửa tháng sau, nên đón một cái lớn cao triều. Một ngày này trời cả, máy móc đều không đợi ngừng. Đến lúc buổi tối đóng cửa khép lại, khá lắm, ngày kế đều có tiểu nhị 10 đồng tiền. Bất quá trạng huống này cũng liền duy trì không đến một tuần lễ, đến đằng sau liền rất ít có thế có loại này rầm rộ. Nhưng chỉ cần cái này máy móc không xấu, tiền này vẫn có thế có tiếng. Chớ nói chi là còn cho tà ý giải quyết cám cái này vấn đề lớn tiền là chu kiều nga mượn còn thời điểm cũng là chu kiều nga đi trả nhưng là tiền đưa trôi qua về sau trương hồng vân lại không thu thế nào liền trả tiền a à, ta lại không có thúc các ngươi muốn dù là chu kiều nga nói buổi sáng bán hai đầu heo chính mình trong tay tiền sâu cũng đủ nhưng trương hồng vân vẫn là ghi nhớ lấy sợ vợ chồng trẻ trong tay đầu gấp đi đằng trước chu kiều nga tới vay tiền lắm miệng hỏi kia vài câu không phải trương hồng vân không nỡ tiền là sợ vợ chồng trẻ không có tính toán trước. Dù sao đầu năm nay 500 khối là cái con số không nhỏ. Nhưng là đâu, tiền này một khi đồng ý mượn đi ra, Trương Hồng Vân cũng liền làm xong thu không trở lại đánh được rồi. Làm cha mẹ, giúp đỡ con cái đại khái chính là một loại thiên tính. Cho nên Chu Kiều Nga nhanh như vậy trả tiền, Trương Hồng Vân ngược lại lo lắng. Nàng sợ hai người này vì kiếm tiền trả lại cho nàng, khổ mình không chừng còn khổ nàng ba cái kia nhỏ ngoại tôn. Cho dù là Chu Kiều Nga nói cho nàng không thiếu tiền, Trương Hồng Vân cũng không tin. Cái này hai mẹ con, này lại một cái nhất định phải trả, một cái không phải không chịu thu, ai cũng không thuyết phục được ai về sau, riêng phần mình để mắt thần đi xem nhà mình nam nhân. Tiếp thu được nàng dâu cầu cứu ánh mắt tạ ý, này lại đến ra sân, trước nói cho Trương Hồng Vân, hắn cái kia còn có 18 con đã có thể xuất chuồng heo chờ lấy bán, tiếp lấy lại nói buổi sáng ngày mai chu đồ tể muốn đi qua mua heo sự tình chu kiến quân nghe đến nơi này mới nói với trương hồng vân được rồi đem tiền nhận lấy đi làm xong còn chuyện tiền tạ ý cùng chu kiều nga cũng không thể ở lâu bọn hắn còn phải đi chu gia năm huynh đệ nơi đó một chuyến đem trong tay đầu thịt cùng xương sườn đưa qua mới được thời điểm ra đi chu kiều nga nói cho trương hồng vân cha mẹ ta cho ca bọn hắn đưa xong đồ vật ta liền đi thẳng về a chu kiến quân cùng trương hồng vân cũng biết vợ chồng trẻ bận biệu lúc này thật cũng không khuyên chờ lâu sẽ chỉ nói để bọn hắn lúc trở về chú ý điểm đến cuối cùng trương hồng vân còn hướng về phía chu kiều nga tới một câu các ngươi nếu là bận biệu đem tiểu nhất bọn hắn đưa tới ở đoạn thời gian đi xem ra trương hồng vân đây là nghĩ bọn nhỏ bất quá rời đi thời điểm ngược lại là đụng phải một cái mười phần ngoài ý muốn người chu lệ lệ thường ngày đụng một cái đến chu kiều nga chu lệ lệ là rất khó có sắc mặt tốt cho ra đến lúc này kỳ thật cũng giống vậy nhưng lại có chút không giống bởi vì chu lệ lệ vừa nhìn thấy chu kiều nga quay đầu liền vào phòng nhưng rất nhanh liền ra lúc đi ra trong tay mang theo một phong giấy đỏ bao lấy điểm tâm vẫn như cũ là nát lấy khuôn mặt nhưng lại đưa trong tay điểm tâm trực tiếp nhét vào chu kiều nga trong ngực chu kiều nga có chút mơ hồ không rõ chu lệ lệ đây là tại làm gì đừng xem thứ này cũng không phải đưa cho ngươi chu kiều nga không chút khách khí nói lời này nghe được chu kiều nga có chút nổi giận trong lòng tự nhủ ngươi thứ này không cho ta ngươi nhét ta trong ngực làm gì lại nói ta cũng không có hiếm có ngươi cho ta đồ vật đang muốn đem thứ này ném lúc trở về đầu kia chu lệ lệ lại mở miệng ta đây là cho nhà ngươi hài tử sợ chu kiều nga nghe không hiểu nàng ý tứ thời điểm ra đi lại tăng thêm một câu là thay ta nhà điềm điềm cho chu lệ lệ tính tình một quen đến mạnh hơn không phải loại kia có thế người chịu thua thiệt nếu không cũng sẽ không ở phụ mẫu bất công thời điểm còn có thể cùng trong nhà ca ca náo khi còn bé anh của nàng già làm cho nàng giúp đỡ giặt quần áo chu lệ lệ tâm tình không tốt thời điểm có thế trực tiếp đem người quần áo từ trong chậu gỗ ném ra bên ngoài. Dù là thời điểm bị lưu tú trân biết rồi, chịu một trận đánh cũng không chịu thua. Cùng chu kiều Nga kỳ thật cũng không có bao nhiêu thù, giảng được thẳng thắng hơn, kỳ thật chính là ghen ghét. Ghen ghét đồng dạng là nữ hài tử, một cái bị trong nhà phụ mẫu các ca ca làm cái bảo, một cái khi cây cỏ. Cũng mặc kệ chu lệ lệ người này xưa nay thế nào, tại đối mặt từ đứa bé thời điểm, đều là mềm mại mà kiên cường lần trước chu kiều nga cùng tạ ý tới đón đi bốn nhỏ chỉ thời điểm tiểu nhị trước khi đi nói cho điềm điềm nói thụ khi dễ liền trở về nói cho mụ mụ điềm điềm một mực đi theo bốn nhỏ chỉ đằng sau chơi mười phần thích bốn nhỏ chỉ cũng rất nghe bốn nhỏ con thế là đợi đến chu lệ lệ sang đây xem điềm điềm thời điểm liền đem tiểu bá vương ngày bình thường khi dễ chuyện của nàng nói với chu lệ lệ bao che khuyết điểm chu lệ lệ rất đáng sợ. Ngay trước Lưu Tú Trân cùng nàng ca tẩu trước mặt, liền đem vấn đề này đẩy ra nói. Đằng sau tự nhiên là gà bay chó chạy náo loạn một trận. Cho nên cái này mới có cái này một bao điểm tâm xuất hiện. Nhét xong điểm tâm chu lệ lệ lập tức liền đi ra. Này lại chu Kiều Nga đứng ở trong sân ôm điểm tâm hỏi tạ ý, muốn hay là không muốn. Nói thật đi, bọn hắn thật sự không thiếu cái này một bao điểm tâm chớ nói chi là cái này điểm tâm vẫn là chu lệ lệ đưa thế nhưng là người cũng nói rất rõ ràng không phải đưa cho ngươi là cho nhà ngươi bé con mà lại lại truy vào người trong phòng đem đồ vật trả lại lấy chu lệ lệ tính cách chỉ sợ sẽ hiểu lầm hai người này là xem thường nàng muốn thật làm như vậy giữa hai người sợ lại thêm một đạo kết liễu cuối cùng tạ ý đánh nhịp thu đi dù sao chu lệ lệ cũng đã nói thứ này không phải cho bọn hắn là cho bốn nhỏ chỉ. Nói cho cùng, bọn hắn bất quá là giúp đỡ mang về thôi. Chương 75 Muốn ngồi xe không? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 75 Đến 15 tháng 8 một ngày này, giống như là đã hẹn, cái này trời còn chưa sáng đâu, tạ đồ tể cùng chu đồ tể hai người kia liền đẩy xe ba gác kêu lên chính mình nàng dâu xử tại tạ ý nhà phòng cửa. Hai nhà người đánh đối mặt, đều sửng sốt một lát sau liền đều kịp phản ứng tình cảm chính mình cân nhắc đến sự tình đối phương cũng cho cân nhắc đến đều không hẹn mà cùng sớm tới một giờ liền vì có thế chọn trước đến heo tạ ý là nghe được đại hoàng tiếng kêu mới tỉnh lại mơ mơ màng màng mở mắt ra sờ đến bên giường đèn điện dây thừng kéo một phát trong phòng liền phát sáng lên đèn sáng lên bên này chu kiều nga cũng bị làm tỉnh lại mở mắt ra mắt nhìn đồng hồ treo trên tường phía trên kim đồng hồ biểu hiện ra mới 4 giờ 20 phút. Chu Kiều Nga xoa nhập nhèm con mắt hỏi, cái này còn sớm đây, ngươi thế nào liền dậy a? À? Vừa nghe được đại hoàng kêu vài tiếng, ta đoán chừng bên ngoài này lại chỉ định có người đến. Tạ ý một bên mặt quần áo vừa nói. Nhà mình đại hoàng hắn nên cũng biết, người trong nhà là không gọi, người xa lạ cũng không gọi, chuyên làm đánh lén. Chỉ có loại này thường xuyên tới được quen người mới sẽ kêu lên hai tiếng, nhắc nhở một chút. Nghe được Tạ Ý nói như vậy, Chu Kiều Nga cũng chỉ có thể đứng lên mặc quần áo. Đợi đến hai người mặc quần áo tử tế đem cửa vừa mở ra mới phát hiện, tình cảm không phải một người đến sớm, đây là hai nhà đều cho đến đây. Này lại mới buổi sáng 4 giờ hơn, bên ngoài vẫn là một mảnh đen như mực. Chu Kiều Nga trở về phòng cầm cái đèn pin sau khi ra ngoài, một đám người lúc này mới hướng chuồng heo bên kia đi qua đại hoàng cái này sẽ thấy chủ nhân đi lên, cũng vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi một đường đi theo. Tạ ý cầm chìa khóa trước tiên đem cửa mở, lại đem bên trong đèn cho kéo sáng, trực tiếp chỉ vào phía trước nhất hai cái chuồng heo nói, đây là đầu phê xuất chuồng heo bên trong cuối cùng bốn đầu. Đừng nhìn tạ ý nuôi đến heo giống như thật nhiều, nhưng nhóm đầu tiên có thế xuất chuồng tổng cộng mới 20 đầu. Lúc đầu nếu là chỉ bán cho tạ đồ tể một người, một ngày một đầu, ngược lại cũng có thể chống đỡ cái 20 ngày tới. Nhưng cái này không lại thêm một người chu đồ tể A, à, tự nhiên là có chút không đủ bán. Dưới mắt cái này bốn đầu heo còn là trước kia hai người liền đã đặt xong, cố ý lưu đến 15 tháng 8 một ngày này khúc mắt lại giết. Đều đang nghĩ lấy khúc mắt, thịt này có thể bán cái giá tốt. Dù là hơn một cân bán hơn một lông hai lông, một con lợn tính được liền có thể nhiều kiếm mấy khối. Giảng đến cùng, vẫn là hiện tại vật tư ít cái gì đều là người bán thị trường tạ ý nếu không phải là bởi vì đằng sau đám kia tiểu trư càng dài càng lớn mắt thấy liền đến muốn phân cuộc thời điểm hắn cũng sẽ không như thế vội vã muốn đem đầu phê heo đều cho bán đi vẫn là chuồng heo nhỏ một chút không đủ dùng nguyên nhân a à. bất quá đương sơ tạ ý cũng không nghĩ tới đầu một năm hướng nhiều đi chăn heo có thế làm ra lớn như vậy một quy mô ra Nhóm đầu tiên nuôi 20 đầu heo con cho tới hôm nay mới thôi, đã toàn bộ xuất chuồng tiêu thụ ra đi. Mà nhóm thứ hai kia chừng 30 đầu, ngoại trừ lưu làm lợn giống 6 đầu, còn lại hơn 20 đầu đến cuối năm thời điểm, cũng là có thế xuất chuồng. Như thế tính toán, tương đương với năm nay xuất chuồng heo có thể đạt tới hơn 40 đầu. Dạng này một con lợn bán đi bình quân tính được có thể bán được chừng 300 khối tiền một đầu, 40 đầu chính là một vạn 2 những này vẫn chỉ là thành heo bán đi tiền, chớ nói chi là đến cuối năm, còn có một nhóm lớn heo con. Gần nhất khoảng thời gian này, đã lần lượt có người tới hỏi, sang năm đầu xuân có thể hay không từ hắn nơi này ôm mấy con heo con trở về. Dù sao hiện tại tạ ý chăn heo tại chung quanh nơi này mấy cái trong làng, tính là có tiếng. Đoàn người đều biết nhà hắn heo nuôi thật tốt, nuôi tới hơn 8 tháng, một con lợn liền có thể đến tới nặng hơn 300 cân chạy nguyên nhân này tới muốn heo con còn thật không ít. bọn hắn không giống tà ý dạng này là chuyên môn chăn heo, chính là muốn ông mấy con trở về nuôi, đến cuối năm đã có thể bán mấy phần tiền ra ngoài, mình còn tiết kiệm xuống mua thịt tiền. heo con cùng thành heo là không giống bán pháp, là theo đầu tính. đơn thuần cân lượng đến coi là bán heo con so bán thành heo có lời. bất quá thành heo nếu là dưỡng đến xuất chuồng, vẫn là phải so bán heo con có lời nhưng đối với tạ ý tới nói, hai loại sinh ý đều làm được. Đây cũng chính là hắn 6 tháng cuối năm cố ý lưu thêm mấy con lợn giống ra nguyên nhân. Năm nay trừ lại đến 6 đầu, cộng vào năm hai đầu, tương đương với nói lưu chủng heo mẹ đã đạt tới 8 đầu. Đến đầu xuân thời điểm, cho dù là bán heo con, đoán chừng cũng có thể bán một bút tiền không nhỏ đi ra. Bán cho tạ đồ tể cùng chu đồ tể đều là cả đầu cả đầu dạng này bán, cho nên cũng hoa không được bao dài thời gian liền làm xong. Hai người bọn họ bởi vì lấy muốn đuổi buổi sáng đại tập, trong tay đầu động tác cũng so thường ngày muốn nhanh hơn không ít. Heo một vết hết treo xong xưng giao xong tiền về sau, đều riêng phần mình ở phía trước lôi kéo xe ba gác để nhà mình nàng dâu ở phía sau đẩy tranh thủ thời gian rời đi trước. Tạ ý cùng Chu Kiều Nga chờ người đi rồi về sau, còn phải quét dọn một chút vệ sinh. Chỉnh lý xong hết thảy trở về phòng một nhìn thời gian, liền sáu điểm đều còn chưa tới dưới mắt này lại ngủ là không ngủ được vợ chồng trẻ liền dứt khoát đều chen tại bên nhà bếp một bên nấu lấy đậu xanh bát cháo một bên ghé vào một khối nói chuyện nhà bếp phía dưới còn nướng mấy cái khoai lang đi vào chủ yếu nói vẫn là đào khoai lang sự tình chu kiều nga có ý tứ là trước đó bé con hầm nhỏ chỉ sợ còn phải lại đào một cái bất quá hầm đào chỗ đó dưới mắt này lại còn không có nơi thích hợp Lúc đầu bọn hắn hậu viện này lấy ra đào đất hầm liền rất cốt, lại gần lại thuận tiện. Lúc ấy phòng ở một xây xong, Chu Kiều Nga cũng xác thực làm như vậy, tại trong chuồng heo không phải đào một cái ra A. À. Bất quá khi đó không phải là vì cất giữ khoai lang, cho nên đào tương đối nhỏ. Nhưng mà phía sau vì chăn heo, đem dự trừ lại tới làm đất phần trăm địa phương đều cho đóng thành chuồng heo. Hiện tại là làm tạp phòng dùng đến, một chút chất đóng cám, một chút chất đóng phơi khô khoai lang dây leo loại hình thế nhưng lại không tiện lại đi đào đất hầm dù sao dùng để chứa đựng khoai lang hầm quá nông cạn không được mà lại nhà bọn hắn còn một hơi trồng nhiều như vậy đào nhỏ cũng không bỏ xuống được a à. nhưng cái này nếu là đào lớn đào sâu hơn chỉ sợ phía trên tu phòng ở liền phải hủy đi nghĩ tới những thứ này sự tình chu kiều nga liền có chút đau đầu nói đi giảng đi lại giảng trở về hãy cùng tạ ý trước đó vội vã muốn đem xuất chuồng heo bán đi đồng dạng vẫn là địa phương quá nhỏ thế nhưng là nói đi thì nói lại nhà bọn hắn liền nhiều người như vậy ngươi nghĩ phê càng nhiều trạch địa cơ xuống tới người trong đội cũng không cho phê a tạ ý làm cho nàng đừng nóng vội chúng ta cái này không được liền đem khoai lang chồng cha mẹ bên kia đi bên kia trước kia liền đào cái hầm thả cái vạn đến cân khoai lang hẳn là không có vấn đề mà lại tạ vệ quốc năm nay lại không có loại khoai lang cái hầm này bọn hắn cũng nhưng không dùng được nhưng trên thực tế bọn hắn một hơi nuôi tới nhiều như vậy heo vạn đến cân khoai lang tiêu hao cũng là rất nhanh cho nên năm nay bọn hắn còn phải trong thôn thu bên trên một nhóm khoai lang cũng may khoai lang cái đồ chơi này thật dài còn không thế nào chọn địa từng nhà đều loại không ít giá tiền này cũng mười phần tiện nghi vợ chồng trẻ thương lượng một chút đại khái trong thôn cần muốn mua lượng về sau, quay đầu ngửi thấy một cổ mùi thơm. Đây là nướng tại lò bên trong khoai lang quen. Bốn nhỏ chỉ từ trên giường sau khi tỉnh lại ra ngoài tìm ba ba mụ mụ, kết quả lại tại nhà bếp phát hiện hai người này sau lưng bọn hắn ăn khoai nướng. Tiểu Tam cùng tạ gia hai cái này, lập tức liền không làm. Một cái cách thật xa liền hô, hắn cũng muốn ăn, khác một động tác vô cùng cấp tốc liền đã vọt tới trước mặt hai người. Ngược lại là tiểu nhất cùng tiểu nhị hai cái này, ngược lại là tuyệt không gấp. Kỳ thật gấp cũng vô dụng, hài tử đều vừa mới rời giường, mặt cũng không có tẩy một cái, tạ ý cùng Chu Kiều Nga căn bản liền sẽ không cứ như vậy cho bọn hắn ăn. Cho nên dù là tạ gia cùng tiểu tam sông đến nhanh nhất, như cũ vẫn là cùng tiểu nhất tiểu nhị bọn hắn đồng dạng, ngoan ngoãn rửa mặt xong mới có thể ăn hài tử đến cùng thời gian dần qua lớn tính cách này cũng càng phát rõ ràng liền nói tiểu tam cùng nhỏ ra đi một cái nói nhiều một cái không chịu ngồi yên đều là tính nôn nóng tại tính nôn nóng phía trên này ngược lại cũng nhiều ít mang theo điểm triệu quế anh cái bóng tiểu nhất cùng tiểu nhị đâu đừng nhìn đều là tính chậm chạp nhưng tiểu nhất khí lực lớn làm phát bực trực tiếp đánh đi lên cái này tương đối giống chu kiều nga nhưng tạ ý xem xét nửa ngày cũng không có nhìn ra tiểu nhị giống ai. Đứa nhỏ này là bốn nhỏ chỉ bên trong an tĩnh nhất cái kia, ngày bình thường lời nói ít nhất, nhưng lại là nhất có chú ý, liền trước khi nói điềm điềm chuyện này đi, nhỏ như vậy hài tử liền biết dạy người trở về tìm mụ mụ cáo trạng. Dưới mắt này lại, bốn đứa bé rửa mặt xong về sau, gấp gáp tiểu Tam cùng Tạ gia đã một người cầm một cái khoai lang ăn hoang nhanh. Vừa nướng ra đến khoai lang vừa mê vừa say, mấy đứa bé đều thích ăn mà lại tà ý cùng Chu Kiều Nga chưa từng là loại kia có thế bạc đãi mình chủ, liền lúc trước muốn xuất công kiếm công điểm lúc, hai người cũng đều dựa vào đến hậu sơn bắt giả vật đem thời gian trôi qua không tệ. Người khác khi món chính khoai lang ở tại bọn hắn nhà, là ngẫu nhiên mới ăn lần trước hoa màu. Không phải là vì no bụng, chỉ là dùng để thay đổi khẩu vị. Đồ vật không thường ăn, ăn ở trong miệng hương vị liền lại tốt hơn mấy phần. Chính là không thể nào gấp tiểu nhất cũng bắt đầu cầm khoai lang xé da từ lò bên trong vừa đào ra khoai lang bên ngoài đều dính lấy một tầng tro thang mấy đứa bé tay đụng một cái đi lên lập tức liền ô uế ăn thời điểm lại hơi không chú ý điểm tốt a à, miệng này cũng đi theo ô uế bất quá hài tử còn nhỏ mình ăn cái gì làm bẩn cũng là không thể tránh được ngược lại là tiểu nhị đầu tiên là dời đầu ghế đẩu lại đây ngồi không cần giống cái khác ba nhỏ chỉ như thế ngồi xổm ăn cái gì tiếp lấy chờ Chu Kiều Nga đem mới từ lò bên trong đào ra khoai lang thổi khô chỉ toàn phía trên tro về sau, hắn mới dùng tay đi đón. Thế là chờ khoai lang sau khi ăn xong, bốn nhỏ chỉ bên trong cũng chỉ có tiểu nhị một thân là sạch sẽ nhất. Thích sạch sẽ hảo hài tử là muốn lấy được khen ngợi. Thế là tiểu nhị đang ăn xong khoai lang về sau, còn bị tà ý sờ lấy cái đầu nhỏ khen vài câu. Buổi sáng trên bàn cơm, Triệu Quế Anh từ trong túi rút 50 đồng tiền ra, để tạ ý cùng Chu Kiều Nga đợi chút nữa đi đi chợ thời điểm hỗ trợ mua mấy gánh cá sọc trở về. Bọn hắn trong đất còn có sống phải bận rộn, cho nên ngày hôm nay liền không đi phiên chợ. Bên này bốn nhỏ chỉ nghe được tạ ý cùng Chu Kiều Nga muốn đi đi chợ, cũng làm ầm ĩ lấy muốn cùng nhau đi. Cân nhắc đến tạ lan ba tỷ muội ngày hôm nay khúc mắt trong trường học nghỉ, tạ ý liền dẫn theo ba tỷ muội cùng nhau đi được rồi. Khó được đuổi cái tập, cho ba tỷ muội cũng còn tốt mua ít đồ. Bất quá bốn nhỏ chỉ tới ngọn nguồn tuổi còn nhỏ, phiên chợ thượng nhân lại nhiều, mang lấy bọn hắn ra đường quả thật có chút không yên lòng. Cuối cùng vẫn là triệu quế anh đem trong nhà dây thừng nhỏ tìm được, một đầu cột vào hài tử bên hông, bên kia thì treo ở tạ ý cùng chu kiều Nga trên cổ tay. Dạng này cho dù là hài tử đến phiên chợ bên trên yêu chạy loạn, đến lúc đó chỉ cần kéo một phát dây thừng liền có thể đem người thuận lợi cho kéo trở về biện pháp này xác thực dễ dùng, bất quá chỉ là nhìn xem có chút kỳ quái. Tạ Mai che miệng cười, nói cái này cùng các tỷ tỷ trước kia cho trong đội nhìn trâu đồng dạng cảm giác. Một đầu bọc tại trâu trên mũi, một đầu dắt tại tạ lan tạ cúc trong tay các nàng. May đến hiện tại còn không giống hậu thế như vậy, đem mèo chó coi như hài tử nuôi. Nếu không tạ mai này lại dùng so sánh cũng không phải là chỉ trâu rồi. Đây chính là sinh nhiều hài tử phiền não người ta một thai chỉ sinh một cái liền không giống bọn hắn phiền toái như vậy không phải liền là đuổi cái tập nha ba ba mụ mụ một người ôm một trận tới mệt mỏi là mệt mỏi một điểm nhưng cũng có thể chiếu kháng tới thực sự không được bắt một cái cái gùi ra đường đem con hướng cái gùi bên trong vừa để xuống liền xong việc cái nào về phần giống bọn hắn dạng này còn phải cầm dây thừng nắm mới được liền cái này cũng được mấu chốt là hài tử hiện tại xác thực còn nhỏ. Cái này từ chu gia vọt tới phiên chợ bên trên, kia không được có tiếp cận khoảng 10 dặm đường. Đại nhân đi qua đều không phải nhiều thoải mái, chớ nói chi là nhỏ như vậy bé con. Đến đằng sau, còn phải may mắn mà có tạ lan cùng tạ cúc. Mấy người thay phiên ôm một trận hài tử đến, đi đến gần 2 giờ, xem như thuận lợi đến phiên chợ lên. Bởi vì lấy khúc mắt nguyên nhân, phiên chợ so thường ngày đại tập đều náo nhiệt hơn nhiều. Người chen người, họ hét ầm ĩ, bán cái gì đều có. Mặt đối mặt thời điểm nếu là thanh âm nói chuyện nhỏ một chút, kia cũng là nghe không rõ đối phương đang nói cái gì. Một cái phiên chợ đi dạo xuống tới, cặp vợ chồng đều mệt đến không nhẹ. Chu Kiều Nga ở phía trước gánh mới mua cái sọc, giỏ bên trong một đầu thả hai cái bé con. Tạ Ý ở phía sau cũng gánh mới mua cái sọc, Giỏ bên trong lấy ngày hôm nay đi chợ mua đồ vật. Có ăn, cũng hữu dụng, thượng vàng hạ cám mua một đống lớn. Nếu như là đến đường liền đủ vất vả đủ mệt mỏi, trở về liền càng thêm. Tạ Ý cùng Chu Kiều Nga này lại đều có chút hối hận mang theo bốn nhỏ chỉ đến đây, lúc này, có người tới hỏi bọn hắn, muốn ngồi xe không? Nghe được xe, hai mắt người đều sáng lên. Hướng về phía người kia chỉ phương hướng nhìn sang, cách đó không xa chính ngừng một cổ xe bò chương 76. Nàng hỏi, em đẹp xin phép nghỉ làm gì? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 76 Lão bản sông tạ ý so hai đầu ngón tay ra, một người hai mau tiền, đưa đến núi đá. Núi đá nơi đó là một cái chỗ ngã ba, hướng phía trước đi thẳng chính là tạ Gia Trang, tạ hữu còn đều có một con đường thông hướng những thôn khác tử. Đến núi đá về sau, khoảng cách về tạ gia trang đường cũng cũng chỉ còn lại có hai ba dặm lộ trình. Từ khi thị trường tự do biến thành phiên chợ về sau, mỗi khi gặp đại tập thì có người lái xe bò tới làm kiếm khách làm ăn. Hai mau tiền một người, ngược lại tính không được đắt cỡ nào. Chỉ bất quá trên xe bò này lại đã ngồi hai người, tạ ý nhìn nhìn mình một nhóm người này, sợ là ngồi không nổi nữa. Có lẽ là nhìn ra sự lo lắng của hắn, lão bản mở miệng, ngươi yên tâm, có thể làm được hả? Bất quá, người mấy hài tử kia, cũng phải cho một mau tiền một cái. Tương đương nói tạ ý một nhóm người này nếu là ngồi xe, liền phải cho lão bản một khối một. Giá tiền này ngược lại là có thế tiếp nhận. Hai bên nói chuyện thỏa, lão bản liền cao hứng mang theo mấy người quá khứ. Hắn để tạ ý đem bốn nhỏ chỉ từ trong cái sọc ôm ra, sau đó đem trống ra cái sọc trước chồng đến chứa đồ vật cái kia phía dưới, cuối cùng dùng dây gai dựng đến trâu trên lưng cốt a cái sọc dạng này vừa để xuống ngược lại là một chút cũng chiếm xe bò vị trí về phần bốn nhỏ chỉ vậy thì càng dễ xử lý chu kiều nga cùng tạ ý tạ lan cùng tạ cúc bốn người trong ngực một người ôm cái trước để hài tử ngồi trên người bọn họ chẳng phải lại tỉnh ra bốn cái vị trí sao làm như vậy ngược lại thật sự là ngồi xuống tới xe bò chỉ kéo đến núi đá đến vậy sau này xuống xe, vẫn là chỉ có thể đem bốn nhỏ chỉ hướng trong cái sọc thả, để Chu Kiều Nga gánh về nhà. Đến cùng là giày vò cho tới trưa, bốn nhỏ chỉ ôm hạ xe bò lúc sau đã có chút buồn ngủ. Thật vất vả về đến nhà, mấy đứa bé đã tại trong cái sọc cho ngủ thiếp đi. Tạ ý cùng Chu Kiều Nga đem hài tử từ trong cái sọc ôm ra, cũng không có nhẫn tâm lại đánh thức mấy đứa bé, dứt khoát trước đem con ôm trở về trên giường đi, quay đầu lại tới thu thập mua về đồ vật. Cái sọt cùng đòn gánh là Triệu Quế Anh chỉ rõ muốn, cái này để một bên, tối nay chờ Triệu Quế Anh bọn họ chạy tới ăn cơm trưa thời điểm, lại cầm qua đi là được rồi. Cho ba tỷ muội mua đồ vật này lại sớm bị ba người các nàng cầm ở trong tay, đều yêu quý vô cùng. Về phần còn lại kia đóng đồ vật, đại bộ phận đều là ăn. Tạ ý cầm hướng trong tủ quầy mặt một đặt, liền đi nhà bếp nấu cơm đi. Tạ Lan thấy thế, đuổi tại chu kiều nga đằng trước nhanh chóng tới câu đại ca ta quá khứ giúp ngươi nhóm lửa đi nói xong dời đầu ghế đẩu liền đi theo tạ ý phía sau tốt a có tạ lan hỗ trợ chu kiều nga cũng khó được đi thụ tội kia dứt khoát thư thư phục phục nằm tại nhà chính trên ghế hảo hảo nghỉ ngơi cái này trời cực nóng xử tại nhà bếp bên cạnh thật là không tính là một kiện nhiều dễ chịu sự tình lại phối hợp tạ lan một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tạ ý còn nhìn không ra nàng là có chuyện cùng mình nói chính là mù tạ lan một mực nắm thật chặt tạ ý ngày hôm nay tại phiên chợ bên trên mua cho nàng bút máy con mắt nhìn chằm chằm lò bên trong ngọn lửa suy nghĩ đã bay tới địa phương khác đi cũng không biết là chuyện gì có thể để cho tạ lan khó xử thành cái dạng này chỉ bất quá tạ lan không có mở miệng tạ ý cũng không tốt trước hỏi ra bất quá sự tình có thể không hỏi, nhưng lửa này thiêu đến quá lớn, dẫn đến cơm có chút vị khác sự tình, bên này thái thịt tạ ý vẫn phải là lên tiếng nhắc nhở, lan tử, hỏa thiêu nhỏ một chút. Bị tạ ý nhắc nhở qua sau lấy lại tinh thần tạ lan, mau đem lò bên trong một cây đang cháy mạnh vật liệu gỗ rút ra, ném đến một bên trên đất trống. Giữa trưa tay cầm mui chính là tạ lan. Tạ gia trong ba tỷ muội nấu cơm trình độ tốt nhất cũng là nàng thật muốn bàn về đến, luận nấu cơm, tạ gia người một nhà bên trong cũng liền triệu Quế Anh có thế so ra mà vượt tạ lan. Bởi vì lấy hôm nay là khúc mắt, cho nên giữa trưa đồ ăn cũng không tệ lắm. Này lại trong nồi xào chính là xương sườn. Xương sườn trước chiên thơm, mới hạ liệu đi vào ngon miệng. Hương vị kia, xác thực hương cực kỳ. Đồ ăn xào đến một nửa, tạ lan đến cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, ca, người nói là độc trung chuyên tốt, vẫn là cao trung tốt. Không đầu không đuôi Tạ Lan đột nhiên hỏi một câu nói như vậy ra, hiển nhiên nàng để việc này hẳn là xoắn suýt rất lâu. Tạ Lan năm nay 6 tháng cuối năm lớp 10. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có không đến thời gian một năm liền muốn tham gia thi cấp 3. Nói thật, Tạ Lan thành tích một mực là không tệ. Nhưng cũng là bởi vì thành tích của nàng tốt, cho nên lão sư trong trường hãy cùng nàng đề nghị, làm cho nàng nổ thêm chút sức tranh thủ sang năm thi cấp 3 thi sư phạm. Đầu năm nay, thi tốt một chút trung chuyên so thi trung học còn khó hơn. Nếu không phải tạ lan thành tích là coi như không tệ, lão sư cũng sẽ không như thế đi đề nghị. Đương nhiên cái này không phải là nói, đọc trung chuyên so học đại học còn tốt. Nhưng vấn đề là, muốn thi lên đại học, độ khó thật sự quá lớn. Các lão sư đối tạ lan thi đậu trung chuyên có lòng tin, có thể đối nàng có thể hay không thi lên đại học thật đúng là không nhiều lắm lòng tin. Huống chi, Tạ Lan vẫn là cái nữ hài tử. Trọng nam khinh nữ việc này đi, vĩnh viễn cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Huống chi, vẫn là lúc này. Dưới mắt này lại Tạ Lan vẫn chỉ là đọc sơ trung, trong phòng học 2 phần 3 trở lên, đều là nam sinh. Đến cao trung, chỉ sợ nữ sinh sẽ càng ít. Đoàn người phổ biến tư tưởng đều là như vậy, nam hài tử nha, tuổi tác lớn điểm liền lớn một chút, tương lai như thường cưới cái so với mình tiểu nhân nàng dâu không có vấn đề. Nhưng nữ hài tử đến tuổi nhất định tốt nhất liền kết hôn lấy chồng, miễn cho kéo tới đằng sau lớn tuổi, nếu muốn tìm tốt điều kiện liền không tìm được. Lão sư cho đề nghị, tại một ít trình độ bên trên, nhưng thật ra là có thực tình tại thay tạ lan suy tính. Một khi tạ lan lựa chọn học trung học, bày ở trước mặt nàng cũng chỉ có hai con đường hoặc là thi đậu đi, hoặc là thi không đậu. Thi đậu đi ngược lại còn tốt, ít nhất là người sinh viên đại học. Nhưng cái này vạn nhất nếu là thi không đậu, vậy liền bạch chậm trễ 2 năm không nói, còn không bằng đi đọc trung chuyên đâu. Dù sao trung chuyên đọc xong ra, lập tức liền có thể vào nghề. Người ta cùng cao trung cũng không đồng dạng, người ta bao phân phối công việc. Tạ Lan thành tích tốt, người một quen đến vậy hiểu chuyện nghe lời, cho nên trong trường học, lão sư cũng thật thích việc này ngoại trừ tìm tạ lan đàm đoạn thời gian trước cũng tới cửa cùng triệu quế anh bọn hắn nói đương nhiên đại học ai cũng biết tốt nhưng vấn đề là muốn từ bọn hắn như thế cái địa phương nhỏ thi ra ngoài thi lên đại học thật sự là quá khó mặc dù đại học tạ lan không nhất định thi được nhưng trung chuyên lại vẫn là có mấy phần nắm chắc chờ tạ lan thi đậu trung chuyên bên này tốt nghiệp lập tức liền có thể phân phối công việc đến lúc đó đã có công việc lại có văn hóa muốn tìm cái tốt đi một chút đối tượng tuyệt không khó nữ nhân cả đời này có thể làm gì còn không phải gả điều kiện tốt điểm kết hôn sinh con thuận thuận lợi lợi sinh hoạt triệu quế anh cùng tạ vệ quốc cũng cảm thấy lão sư nói là có nhất định đạo lý thi đậu chuyên mặc dù không sánh bằng đại học nhưng nó thắng ở ổn thỏa nhưng cốt xấu cặp vợ chồng đối với việc này cũng không quyền quyết định vẫn là giao cho tạ lan trên tay Ngày hôm nay bên trên phiên chợ, tạ ý cho ba tỷ muội một người mua chỉ bút máy, một bình mực tàu nước sau, liền lại đem chuyện này từ tạ lan trong đầu câu ra. Tạ ý không có trực tiếp trả lời tạ lan, ngược lại hỏi trước nàng, vậy chính ngươi là nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Tạ lan kỳ thật cũng không biết. Nàng đã không nỡ từ bỏ như thế một cái thi ra ngoài cơ hội, lại sợ mình thi không đậu, ngược lại chậm trễ xuống tới. Nói đi giảng đi, kỳ thật chính là không có lòng tin. Tạ Lan là như thế này, Triệu Quế Anh cùng Tạ Vệ Quốc là như thế này, lão sư trong trường cũng là như thế này. Không tin Tạ Lan thật có thể thi ra cái lớn học được. Phải biết, lúc ấy thi đại học vừa khôi phục, rất nhiều người đi báo danh. Bên trong có trong thành xuống nông thôn thanh niên trí thức, có thuộc khóa này học sinh cấp 3, cũng có rời trường học mấy năm một mực không có buông xuống qua sách vở người. Thậm chí, còn có không ít lão sư đều cho báo danh nhưng kết quả đây xa không nói liền chung quanh mấy cái này mọi người hiểu rõ trong làng thi đậu đi lác đác không có mấy dưới mắt tạ lan có phần có chút phiền não lớp của ta bên trong thật nhiều muốn cốt đồng học đều nói muốn đi niệm trung chuyên tạ ý nói cho tạ lan hiện tại không chọn được cái nào không quan hệ cùng nó phí đầu óc hiện tại liền muốn cái này còn không bằng đem trái tim phóng tới học tập bên trên mặc kệ là thi đậu chuyên, hay là đi thi trung học, cái nào đều cần thành tích tốt. Thật muốn vạn nhất tuyển trung chuyên, cái đồ chơi này hiện tại có thể so sánh thi trung học còn khó, khi không càng phải thành tích tốt. Kỳ thật theo tạ ý ý nghĩ, chỉ định là hy vọng tạ Lan đi thi trung học. Bất quá khoảng cách thi cấp 3 còn có mấy cái nguyệt đâu, tạ ý cảm thấy cùng nó nghĩ quá nhiều, còn không bằng vứt bỏ hết thảy tạp niệm trước hảo hảo học. Quyết định loại vật này, tốt nhất đến chuyện xảy ra thời điểm làm tiếp. Kỳ thật trường học lão sư cũng tốt, trong nhà phụ mẫu cũng tốt, thậm chí bao gồm chung quanh đã quyết định muốn niệm trung chuyên đồng học cũng còn tốt, tất cả mọi người dạng này cảm thấy thời điểm, tạ lan lại bắt đầu rối rắm. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu bản thân chính nàng trong tiềm thức đã làm quyết định, chỉ bất quá nàng bây giờ còn chưa có cảm thấy thôi. Tạ ý sợ tạ lan nghĩ quá nhiều, chờ đồ ăn đều làm tốt nội dung chính lên bàn thời điểm, tạ ý nói cho tạ lan, dụng tâm đọc sách của ngươi chính là, nếu là nghĩ thi đại học, vậy liền đi học trung học. cha mẹ nơi đó nếu là không đủ tiền, đại ca tạo điều kiện cho ngươi bên trên. không biết sao, tạ lan nghe xong lời này ánh mắt lại cảm thấy vô cùng chua xót, cúi đầu đứng ở nơi đó, hút lấy cái mũi trả lời một câu, hừng, ta đều hiểu rồi. tạ lan kỳ thật trong nội tâm vẫn là muốn tiếp tục đọc tiếp. Đều nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Tạ Lan kỳ thật cũng không nghĩ như vậy hiểu chuyện, nhưng từ tiểu gia bên trong nghèo. Cấp trên là có một người ca ca, có thể ca ca từ nhỏ thân thể không tốt. Nàng làm cái thứ hai, ngược lại gánh vác trưởng tỷ trách nhiệm. Muốn thông cảm phụ mẫu, chiếu cố ca ca, phía dưới còn có hai cái muội muội muốn nhìn chú ý tạ cúc cảm thấy không công bằng sẽ còn trong âm thầm phát tiếp một chút nhưng nàng lại không thể không phải không ủy khuất nhưng trong lòng đầu cũng hiểu được ủy khuất vô dụng chính mình nhà chính là cái dạng này lại ủy khuất nó vẫn là như vậy có kia tinh lực đi ủy khuất còn không bằng nhiều giúp phụ mẫu giảm nhẹ một chút gánh vác bởi vì tạ lan trong đầu minh bạch triệu quế anh cùng tạ vệ quốc kỳ thật cũng rất vất vả nàng không đành lòng cũng không thể để đã rất vất vả phụ mẫu lại nhiều quan tâm nhưng có lúc quá hiểu chuyện thế tất liền phải ủy khuất đến chính mình liền giống bây giờ tạ lan kỳ thật rất muốn nói nàng nghĩ lên đại học bất kể như thế nào đều muốn thử một chút nhưng trải qua thời gian dài hiểu chuyện làm cho nàng cân nhắc có thể so với người khác nhiều cho nên nàng không thể cũng không dám cùng triệu quế anh cùng tạ vệ quốc đem mình ý nghĩ nói ra sở dĩ sẽ xoắn suýt đến cùng vẫn là không có cam lòng a à. tác giả có lời muốn nói nói một chút bên trong cái này tư tưởng không phải tư tưởng của ta chỉ bất quá khi đó người làm như vậy xác thực nhiều đơn cử đơn giản nhất ví dụ ta có một cái thân thích đã nói với ta nàng sự tình trước kia đọc đầu cấp hai thời điểm một ngày nào đó mẹ của nàng nói với nàng ngươi hôm nay đi trường học xin phép nghỉ một ngày đi nàng hỏi Em đẹp xin phép nghỉ làm gì? Kết quả, mẹ của nàng nói cho nàng, "A, à, một hồi có bà mối mang nam hài tử tới cùng ngươi nhìn nhau. Đây là tại vừa đi học một bên liền có thể nhìn nhau đối tượng. Nếu là nhìn trúng càng dễ làm hơn. Học cũng không cần lên, trực tiếp nghỉ học về nhà kết hôn đi." Chương 77. Đến cuối cùng, trong túi áo như cũ là vắng vẻ, cái gì cũng không có. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 77 Tết Trung Thu thoáng qua một cái xong, trong đất khoai lang liền phải bắt đầu thu. Khoai lang cái đồ chơi này trồng lên tới là không lao lực, nhưng thu lại liền thật có chút mệt mỏi. Nhất là giống tạ ý dạng này, một loại liền loại nhiều như vậy. Đất này lúc trước hạ mập làm cho đủ, trong đất khoai lang dáng dấp tốt. Móc ra khoai lang 5-6 cân một cái một mảng lớn, nặng cân rất đâu tạ vệ quốc nhìn vui vẻ vô cùng thẳng khen tạ ý cái này khoai lang loại thật tốt nhưng đối với tạ ý tới nói một nửa cao hứng một nửa thống khổ đi cao hứng tại cái này thu hoạch tốt thống khổ cũng tại cái này thu hoạch tốt cái này thu khoai lang mặc kệ là đào vẫn là gánh trở về đều là lụy nhân nhất việc tốn sức mà những này lại cứ chính là tạ ý nhất làm không đến sống liên tiếp đào hai ba ngày khoai lang tạ ý liền ăn không tiêu trong lòng bàn tay lớn bong bóng không nói, bá đầu vung nhiều, cánh tay này cũng chua đến kịch liệt. Lúc ăn cơm đều không cầm chiếc đũa, cùng bốn nhỏ chỉ đồng dạng, cầm thì đào lấy ăn. Chu Kiều Nga thấy thẳng đau lòng, nếu không, ngươi liền trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Không phải liền là điểm khoai lang A, à, ta khí lực lớn, ta đi đào chính là. Tạ ý là thật sự không nghĩ lại đi trong đất làm chuyện này, nhưng mà, hắn không riêng không nghĩ mình đi, liền Chu Kiều Nga cũng không bỏ được nàng đi thụ cái này tội. Về phần Chu Kiều Nga nói khí lực lớn, tạ ý khi không nghe thấy. Dù sao nhà hắn nàng dâu tâm hắn đau, không có đạo lý để hắn trong nhà nghỉ ngơi, đem nàng dâu cùng cha mẹ cho ném trong đất đi làm A. À. Thế là ngày thứ hai, đoàn người đều tạm thời nghỉ ngơi trước cho tới trưa. Buổi sáng cơm nước xong xuôi, Triệu Quế Anh còn đi trong viện thông cửa. Không thuần là thông cửa, chủ yếu vẫn là nghe tạ ý nói trong thôn hô mấy cái sức lao động qua đến giúp đỡ đem cái này khoai lang khoai lang cho thu đương nhiên không phải gọi không người hỗ trợ buổi tối hôm qua tạ ý liền nói với nàng một người một ngày hai khối tiền tiền công mới đầu triệu quế anh thật có chút đau lòng hoa tiền này làm sao đều không đồng ý tạ ý dùng tiền mời người sự tình mà lại không riêng gì nàng không đồng ý tạ vệ quốc cùng tạ lão đầu cũng không đồng ý đối với bọn hắn tới nói chính mình chính là anh nông dân là nông dân chính mình trong đất sống chính mình đều làm không đến cái này thành cái gì a à, chớ nói chi là còn dùng tiền mời người đến làm dù sao chính là một ngàn cái một vạn cái không đồng ý xong cuối cùng triệu quế anh còn nói các ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi ngày mai sẽ trong nhà nghỉ ngơi cho tới trưa ta cùng ngươi cha còn có ngươi ông nội xuống đất liền thành nhưng việc này Tạ Ý có thể làm như vậy sao? Chỉ định là không thể. Hắn muốn thật cùng Chu Kiều Nga trong nhà nghỉ ngơi, để Triệu Quế Anh cùng Tạ Vệ Quốc cùng Tạ lão đầu đi trong đất làm việc thu khoai lang, tin hay không người khác phía sau chỉ định đâm hắn cuộc sống đâu. Coi như không ai nói, Tạ Ý cũng không qua được chính mình trong lòng cái kia đạo khảm. Nhất là cái này khoai lang hay là hắn chính mình nhà, vậy thì càng không thể làm chuyện này dọa đến tạ ý lập tức ngồi thẳng người vẻ mặt đau khổ nói kia vẫn là quên đi sáng mai ta tiếp tục đi trong đất làm đi gặp tạ ý dạng này vừa nói lời này triệu quế anh lại đau lòng từ nhỏ cũng bởi vì tạ ý thân thể trên lệch trên cơ bản đều không làm cái gì sống triệu quế anh cũng đã quen không cho tạ ý đi làm việc dù là đằng sau cưới nàng dâu về sau thân thể từng ngày thay đổi tốt hơn nhưng thói quen này cũng dưỡng thành lúc ăn cơm Tạ Ý cầm thì đào lấy ăn, Triệu Quế Anh đều nhìn ở trong mắt. Nếu như so với ai khác càng đau lòng hơn Tạ Ý, như vậy Triệu Quế Anh cùng Chu Kiều Nga tuyệt đối là trong nhà đầu nhân vật số 2. Triệu Quế Anh cảm thấy, chính nàng có thể chịu nổi đất này bên trong sống, nhưng chưa hẳn bỏ được Tạ Ý cũng đi cùng ăn cái này khổ. "Tốt a, lần này đau lòng Tạ Ý chiếm thượng phong, Triệu Quế Anh miễn cưỡng đồng ý đi trong thôn mời người sự tình." bản thân bởi vì lấy heo trận những cái kia nước bẩn sự tình, tạ ý ở trong thôn thanh danh hơn nửa năm qua này liền tốt hơn nhiều. Càng đừng đề cập lần này đi khoai lang trong đất làm việc, còn cho hai khối tiền một ngày. Triệu Quế Anh cơ hồ không tiêu tốn công phu gì, liền thép lên ngủ cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử. Đến cùng là người tuổi trẻ, khí lực đủ. Liền tạ ý những cái kia địa, người ta tới giúp ba ngày bận biệu, liền cho thu thập sạch sẽ. Một xe một xe khoai lang cho chở về không nói, đặt trong đất khoai lang dây leo người ta cũng cho buộc thành một chồng một chồng chồng trong đất phơi nắng. Chỉ cần chờ đến đằng sau nhất sái làm, đến lúc đó tạ ý tiêu tốn điểm công phu trực tiếp mang về nhà là được rồi. Khoai lang cũng đào đến cẩn thận, không có xuất hiện quá nhiều rách da. Những này không rách da khoai lang đến lúc đó gác qua trong hầm ngầm, nếu là chứa đựng thỏa đáng, lưu đến sang năm 7 tháng 8 cũng không có vấn đề gì đến lúc đó mới khoai lang lại ra bất quá tính tiền đưa tiền thời điểm triệu quế anh vẫn là nho nhỏ đau lòng một thanh năm cái tiểu hỏa tử một người hai khối tiền một ngày làm ba ngày một người có thế phân đến sáu khối tiền hợp lại cùng nhau chính là ba mười đồng tiền cho xong tiền ngày ấy triệu quế anh cổng tạ ý cùng chu kiều nga cùng tạ vệ quốc nói thầm đến cùng là tết táo quân nhẹ trong tay không có tính toán trước nhiều tiền như vậy nói hoa liền tiêu xài đặt triệu quế anh ý tứ vậy liền không nên mời người mình người một nhà chậm rãi làm nhiều nhất làm hơn nửa tháng tổng có thể làm đến xong đi nhưng cái này không đợi triệu quế anh đau lòng xong cái này kình đâu bên kia tạ ý lại có đại động tác hắn cầm chính mình một khối sáu phần địa đổi người ta một khối bảy phần địa công khai nhìn tạ ý là kiếm lời một cái sáu phần một cái bảy phần nha nhưng cái này thật không thể tính như vậy được a à? tà ý đổi cho người khác mảnh đất kia thế nhưng là một khối thượng hạng mập địa thổ chất sốt loại cái gì đều thành nhưng hắn đổi lại mảnh đất kia đâu là khối ruộng lậu kỳ thật ruộng lậu độ phì cũng không kém nhưng vấn đề ngay tại ở nó chỗ dựa chỗ dựa địa phương thích nhất dài một trồng cỏ gọi đông cỏ tranh cỏ này sinh mệnh lực cực mạnh đốt không chết đào không ngừng chỉ cần bên trong có một chút cây năm sau nó liền có thể sinh trưởng tốt mà lại một dài chính là một mảng lớn kia một loại. Đổi chỗ việc này, tạ ý trước đó không có lo lắng cùng Triệu Quế Anh bọn hắn thương lượng. Đợi đến Triệu Quế Anh biết đến thời điểm, đất này đã đổi xong. Cái này không nhận được tin tức vội vàng chạy tới Triệu Quế Anh, vừa vào cửa phát hiện nhà mình nhi tử chính cùng con dâu vây quanh ở bên cạnh bàn tính sổ sách. Trên mặt bàn, chồng chất lên một đống đại đoàn kết. Cặp vợ chồng đầu chịu đầu dựa chung một chỗ nhỏ giọng thương lượng, bên kia tạ ý trong tay đầu còn cầm bút, thỉnh thoảng trên giấy viết lên ít đồ. Triệu Quế Anh vừa nhìn thấy tiền này, ngược lại là đem đến mục đích cho trước dứt bỏ rồi, vội vã lại chạy đến bên ngoài đi, thẳng đến đem cổng sân cài chốt cửa về sau phương mới một lần nữa vào nhà. Vào câu nói đầu tiên là, các ngươi cũng thật đúng vậy, trong nhà kiếm tiền tốt xấu trước tiên đem cửa sân cho cài chốt cửa a. Nhiều tiền như vậy chồng trên mặt bàn, nếu là lúc này không cẩn thận đến người tới thông cửa hoặc là ép gạo cái gì không cần đến trưa công phu chỉ định khắp thôn đều biết bọn hắn trong phòng số chuyện tiền đến cùng là tuổi trẻ liền tiền tài không để ra ngoài đạo lý cũng không biết triệu quế nghĩ tới đây nhìn xem vợ chồng trẻ liền hung hăng lắc đầu sâu cảm giác mình đối bọn hắn còn phải thao không ít tâm tư bất quá việc này đi thật đúng là không thể hoàn toàn quái tạ ý cùng chu kiều nga nhà mình đại hoàng cơ trí như vậy cái nào về trong nhà người đến không có nhắc nhở a à, chỉ cần không phải người trong nhà dù là quen giống đủ lục thẩm cùng chu tẩu tử như thế tới đại hoàng đều phải kêu lên vài câu lại nói đây không phải vừa đem đổi xong a à, vợ chồng trẻ chính ở đây tính một chút trong nhà tiền tiết kiệm hiện tại đoàn người cũng còn không có đem tiền tồn đến ngân hàng ý thức một cái là ngân hàng trong thôn phổ cập cũng không nhiều lại một cái các thôn dân phần lớn cũng không có cái này tiền nhàn rỗi hướng trong ngân hàng đầu đi tồn a liền xem như tạ ý cùng chu kiều nga đó cũng là năm nay trong tay đầu mới có nhiều như vậy tiền phần lớn thời điểm cùng trong thôn những người khác đồng dạng tiền đều là chứa ở trong tủ treo quần áo tủ quần áo phía trên thêm đem khóa ngày bình thường đều là khóa lại chìa khóa giấu ở gầm giường hạ một đôi phá hài tử bên trong muốn dùng từ giày bên trong cái chìa khóa móc ra mở tủ lấy tiền chính là về phần này lại tạ ý cùng chu kiều nga trong nhà lấy tiền ra tính toán nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn dự định tu phòng ốc giống lấy được cùng người ta đổi xấu sự tình chính là đổi lấy tu phòng ở dùng chỉ cần đem đất này nếu đổi lại là nhà mình đến lúc đó muốn tu phòng ở cũng chỉ cần cùng trong đội đi xin báo cáo chuẩn bị một chút là được rồi không phải sao nhìn thấy triệu quế anh đến đây liền thuận tiện đem việc này nói ra triệu quế anh nghe vợ chồng trẻ kiểu nói này qua một hồi lâu mới hỏi bọn hắn các ngươi phòng này tu mới bao lâu a à? như thế mới thế nào lại muốn tu đây lời này kỳ thật đã là giảng được tương đối tốt nghe theo triệu quế anh nghe được phản ứng đầu tiên hẳn là hai cái bại gia tử a đằng trước không nở hoa khí lực đi trong đất làm việc còn ở trong thôn dùng tiền mời người đến thu khoai lang thì cũng thôi đi hiện tại thế nào cái này khỏe mạnh mới phòng sữa không có 2 năm, toàn bộ trong thôn là thuộc bọn hắn tu phòng ở tốt nhất rồi. Kết quả vừa kiếm lời ít tiền liền mù đắc ý, lại muốn dùng tiền tu phòng ở mới. Kỳ thật triệu quế anh này lại hận không thể đối vợ chồng trẻ lại trống bên trên một câu, nếu là nhiều tiền thả trong tay tay ngứa ngáy, ngươi ngược lại là giao đến mẹ ngươi trên tay A, à, mẹ ngươi ta chỉ định cho các ngươi hảo hảo tồn lấy, một phân tiền đều không động các ngươi. Bất quá tốt xấu biết con trai con dâu phụ đã phân gia ra khác qua, liền xem như ngày bình thường còn đang trên một cái bàn ăn cơm, nhưng cái này ý nghĩa đến cùng không đồng dạng. Những lời này ngạnh sinh sinh để Triệu Quế Anh bức cho trở về, nhịn hồi lâu mới nói trở lên như vậy mấy câu. Mới đổi lại cách bọn họ hiện tại chỗ ở rất gần, không đến hai ba khoảng trăm thước. Tạ ý những khác đều không hiếm có, liền hiếm có đất này vị trí. Đất này nếu là cách khá xa, ngày bình thường quản lý lên chuồng heo đến liền có chút không hào phóng liền. Cái này nếu là cách quá gần rồi, nhiều ít sẽ có chút hương vị thổi qua tới. Cho dù là tạ ý đặc biệt giảng cứu vệ sinh, thường xuyên để đủ lục thẩm cùng chu tẩu tử quét dọn chuồng heo. Có lúc mình cũng sẽ đi qua sửa sang một chút, lại thêm các thôn dân lại thường xuyên tới kéo phân heo nước, lúc này mới hơi rất nhiều. Nhưng cho dù là dạng này, thời tiết nóng lên, lại thổi điểm gió tới, cổ này hương vị liền làm sao cũng tránh không được mang lên một điểm nhất là dưới mắt cái này heo có càng nuôi càng nhiều xu thế hạ chỉ sợ đến lúc đó mùi vị kia sẽ nặng hơn mà lại có lẽ là chăn heo nuôi nhiều hạ thiên con mũi cũng nhiều đại nhân còn tốt bốn nhỏ chỉ làn da non một đinh cái bao liền đặc biệt dễ thấy đại nhân nhìn cũng đau lòng mỗi lúc trời tối trước khi ngủ Tà ý cùng chu kiều nga đều phải tỉ mỉ đem màn bên trong con mũi đánh cho sạch sẽ mới dám để bốn nhỏ chỉ có tiếng đi ngủ cái này đổi lấy có bảy phần bảy phần đất tính được phải có bốn năm trăm mét vuông lấy ra tu phòng ở ở là không còn gì tốt hơn đến ở hiện tại ở những phòng ốc này cũng sẽ không bỏ trống xuống dưới lãng phí một cách vô ích những này tà ý cùng chu kiều nga đều có lời tốt chuồng heo khuếch trương chuyện đại sự sớm muộn muốn làm lúc này bọn hắn cả liền cả lớn một chút. Chặt như vậy sát bên bên cạnh chuồng heo, bọn hắn hiện tại ở phòng chính là không thể thích hợp hơn địa phương. Mà lại phía sau trước đó đã tu mấy gian chuồng heo. Đến lúc đó sát nhập đến cùng một chỗ, phía sau lại hơi tu chỉnh một chút, còn có rảnh rỗi dư địa phương đều có thể tu thành chuồng heo, dưới đáy cũng đào một loạt thông đạo ra sắp xếp nước bẩn. Không nói nhiều rồi, hậu viện điểm này vị trí dứt bỏ nhà vệ sinh kia phòng, liền đã có năm gian xây xong chuồng heo, một gian nhà bếp. Nhà bếp đến lúc đó chỉnh đốn và cải cách xong cũng có thể làm heo cột dùng. Mà chuồng heo cùng giữa phòng vốn là cách một khối đất trống, cái này nếu là liền đến cùng một chỗ, lại có thể tu hơn mấy ở giữa chuồng heo ra. Lại thêm hậu viện trống không điểm này tử địa, dù sao bảy tám phần cộng lại chí ít có thể làm nhiều ra cái mười mấy hai mươi ở giữa chuồng heo. Một gian chuồng heo có thể nuôi tới hai đầu heo, liền coi như là thay tạ ý đem chuồng heo không đủ dùng vấn đề giải quyết xong về phần đằng trước ở người ba gian phòng ốc có thể không cần động khi tạp phòng bỏ đồ vật hoặc là ở người cái gì kia đều được dù sao cái này heo trận nếu là càng cả càng lớn ban đêm bên này vẫn là ngủ người qua tới so sánh tốt bên trong là như thế kế hoạch tốt bên ngoài càng đơn giản hơn đem hiện tại phòng bên ngoài dựa vào chuồng heo bên kia tường vây cho một hủy đi những này hủy đi ra thổ gạch cũng sẽ không lãng phí là có thể lặp lại lợi dụng đến lúc đó tại chuồng heo cùng hiện tại ở phòng ở bên ngoài lại tu một cái lớn tường vây ra triệt để đem bên này toàn vây lại dạng này an toàn bên trên liền lại nhiều hơn mấy phần tạ ý nói những việc này đều là chính sự liền xem như triệu quế anh không nỡ dùng tiền ra ngoài cũng nói không nên lời ngăn trở tới chỉ là đến cùng không nỡ đã quen triệu quế anh trong âm thầm vẫn cảm thấy tạ ý cùng chu kiều nga lá gan này quá hơi bị lớn sạp hàng chỉnh cũng quá lớn điểm hiện tại toàn bộ người trong thôn đều nói với nàng tạ ý hiện ở đây sao tài giỏi người đây là muốn hưởng phúc kéo nhưng bọn hắn là không biết a à, con trai con dâu phụ tài giỏi về tài giỏi cũng có thể kiếm tiền lại sẽ kiếm tiền cũng biết xài tiền a à, cái này thật vất vả cái này trong túi che điểm tiền vào đoán chừng cũng còn không có che nóng hổi đâu, quay đầu lại phải tiêu xài. Đến cuối cùng, trong túi áo như cũ là vắng vẻ, cái gì cũng không có. Chương 78 Vợ chồng trẻ có chút mộng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 78 Tạ ý cùng Chu Kiều Nga nhưng không biết Triệu Quế Anh này lại tâm tư. Bọn hắn còn trẻ, người trẻ tuổi phần lớn thời gian đều có một cổ bốc đồng trong tay đầu tiền tồn ở nơi đó cũng chỉ có thể tồn lấy chỉ có xuất ra đi giày vò mới có thể giày vò ra nhiều tiền hơn trở về cơ hồ là một đổi lại tạ ý quay đầu liền đi tìm đại đội bí thư dưới mắt phân xuống dưới tương đương với nói tạ ý chỉ dùng của mình tu phòng ở trong đội đối loại sự tình này trên cơ bản quản được liền không có nghiêm khắc như vậy bên kia một nhóm chuẩn bên này tạ ý liền bắt đầu động công trước làm khẳng định là nhà ở đổi lại yêu dài đông cỏ tranh cái này không quan hệ tạ ý tốn thêm ít tiền mời người qua đến gắn sức đào đem nền tảng đánh sâu một điểm triệt để đem đông cỏ tranh cây đều cho chỉnh ra đến là được rồi đừng nhìn bảy phần đất lấy ra trồng hoa màu giống như cũng không nhiều nhưng cái này nếu là lấy ra tu phòng ở kia sửa đặc biệt phí tiền nhất là tạ ý lần này nghĩ chỉnh đốn đến tốt một chút nền tảng đánh cho sâu không nói lập nhà dùng cũng không còn là thổ gạch thay đổi thành gạch đỏ. Trọng như vậy địa phương, tạ ý khẳng định là sẽ không toàn bộ dựng lên. Mà lại liền xem như hắn nghĩ xây, hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Cùng trước đó phòng ở đồng dạng, trước sau đều sẽ tu một cái lớn đất bằng ra. Tương lai lấy ra phơi nắng đồ vật, nhất là thuận tiện cực kỳ. Cho dù là dạng này tính toán đến làm, trong túi áo tiền vẫn là rất nhanh liền rầm rầm chảy ra ngoài liền xem như bởi vì lấy đằng trước bán 20 đầu heo, tạ ý cùng Chu Kiều Nga trong tay đầu đều có 5-6 ngàn tới. Bất kể nói thế nào, ở trong thôn tu tòa nhà tốt đi một chút phòng ở trở về, kia là một chút vấn đề cũng không có. Nhưng nhìn lấy trong tay đầu tiền tiết kiệm tại từng ngày biến ít, cặp vợ chồng ban đêm tính sổ sách thời điểm, vẫn là không khỏi tâm rất đau. Dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, phía sau chỗ cần dùng tiền khẳng định càng nhiều. Cốt khi tiến vào sau 12 tháng, heo trận nhóm thứ hai heo bắt đầu lần lượt xuất chuồng về sau, đau lòng loại tình huống này lúc này mới hơi tốt đi một chút. Tuy nói tiền là tốn không ít, nhưng bên kia có tiếp tế trở về, cũng sẽ không là để ý như vậy. Phòng ở tu đến 28 tháng chạp ngày đó liền tạm thời trước đình công, tạ ý bỏ ra thời gian một ngày, đem mời đi theo sư phó cùng tiểu công tiền cho kết tính toán rõ ràng về sau, mới có thời gian cùng Chu Kiều Nga đi huyện thành mua đồ Tết bốn nhỏ chỉ ngược lại là cũng muốn cùng cùng nhau đi, nhưng là Chu Kiều Nga cùng tạ ý lúc này lại kiên quyết không đồng ý. Huyện thành không thể so với phiên chợ, đường xá càng xa một chút không nói, chủ yếu nhất là lần này bọn hắn quá khứ cũng không đơn thuần là mua đồ Tết, là còn có chính sự muốn làm. Mang theo bốn nhỏ chỉ, đoán chừng thời thời khắc khắc đều phải phân tâm nhìn chằm chằm, cái khác ngươi cũng cũng đừng nghĩ đi làm. Cũng may này lại trong đất đều không có gì hoạt kiền, xuất phát ngày đó đem bốn nhỏ chỉ hướng triệu quế anh bên kia ném một cái liền có thể xong việc hai người vừa đến huyện thành liền đi trước bán xe xích lô địa phương xe đạp cùng xe xích lô bày ra vị trí chăm chú kề cùng một chỗ nhưng tình huống lại khác nhau rất lớn một bên người đông nghìn nghiệp đem bán đồ vây chặt đến không lọc một giọt nước nhưng một bên khác đâu lại chỉ có chút ít không có mấy một hai người ở nơi đó nhìn nhiều người bên kia là bán xe đạp người ít bên này là bán xe xích lô. Tạ ý cùng Chu Kiều Nga đi đến bán xe xích lô bên này thời điểm, người người bán hàng dương mắt mắt nhìn hai người bọn họ, chỉ vào cách đó không xa người đông nghìn nghiệp bên trong địa phương hảo ý nhắc nhở, xe đạp các ngươi đạt được bên kia mới có bán. Không trách người bán hàng nói như vậy, chủ yếu là gần nhất nửa tháng này đến, xe đạp sinh ý là mắt thấy một ngày tốt hơn một ngày. Cái này đến cuối năm, nhìn nhau đối tượng tiểu hỏa tử đại cô nương một thanh một thanh. Ngay tiếp theo bọn hắn bên này bán xe đạp sinh ý, lập tức liền bốc lửa. Như loại này nhìn nhau, nếu là thành công, cũng không liền bắt đầu đàm xính lễ đàm đồ cưới sao. Trước kia xe đạp là cái hút hàng hàng, mua người liền nhiều, bất quá đây cũng không phải là nói hiện tại liền không kính xinh đẹp, mà là bởi vì hai năm này đoàn người thời gian tốt rồi, trong tay đầu cũng có thừa tiền. Cái này tiền dư càng nhiều, rất nhiều chuyện liền bắt đầu để ý giống tạ ý cùng Chu Kiều Nga vừa kết hôn khi đó, người nói đánh cái 36 chân cái gì, coi như không có trở ngại. Cho nên khi đó Chu Kiều Nga của hồi môn có một đài xe đạp, mới có thể ở trong thôn náo lớn như vậy ban động. Nhưng nếu là đặt tại hiện tại kết hôn, chỉ riêng 36 chân, vậy coi như không đủ thể diện. Người ta hiện đang chú ý cái gì? Giảng cứu chính là tam chuyển một vang. Xe đạp, đồng hồ, máy may, radio có những vật này, hôn lễ này mới thể diện. Mà lại cũng không phải 36 chân chuyện, còn chỉnh ra cái 48 hoặc 72 ra. Không quan tâm có bỏ được hay không, khi người chung quanh đều làm như vậy thời điểm, người không đi theo làm, người cô nương bên kia không vui không nói, tới uống rượu tịch cũng đều sẽ phía sau nói thầm vài câu. Dưới mắt Tạ Ý cùng Chu Kiều Nga này lại thoáng qua một cái đến, người bán hàng đây là đem Tạ Ý cùng Chu Kiều Nga xem như nói yêu thương đối tượng coi là hai người tới là muốn mua kết hôn dùng đồ vật đừng nhìn chu kiều nga cùng tạ ý kết hôn có mấy năm nhưng hai người đều lớn lên mặt non không nói còn bởi vì lấy ngày bình thường cực ít đi ra ngoài phơi nắng làm việc nhà nông cái này làn da cũng so với bình thường người bạch bên trên không ít cái này đột nhiên xem xét người khác thật đúng là nhìn không ra hai người kết hôn mấy năm liền bé con đều cho sinh tạ ý cùng chu kiều nga nhưng không biết người bán hàng này lại ý nghĩ trong lòng tạ ý chỉ là cười nói cho người bán hàng ta không mua xe đạp ta chính là tới mua xe xích lô cái này vừa nói đến người bán hàng lập tức liền kinh ngạc nhìn nhiều hai người một chút cái này xem xét mới phát hiện tình cảm người ta trong nhà điều kiện này là coi như không tệ a à. cùng đương thời đại đa số bụi bẩn xuyên so sánh tạ ý cùng chu kiều nga xác thực xuyên được tính tinh xảo đầu năm nay đều là sợi tổng hợp thiên hạ đại đa số người đều thiên vị loại này vải vóc Loại này vải vóc phẳng trơn, dễ tẩy mau làm, vẫn còn so sánh vải bông rắn chắc, trải qua đạp lại trải qua đạp, trải qua trải lại trải qua đóng, một kiện đỉnh ba kiện. Mà lại ở niên đại này đại bộ phận đều là bụi bẩn một mảnh thời điểm, sợi tổng hợp nhiều loại sắc thái thì càng làm người khác ưa thích. Rất nhiều xuyên không dậy nổi toàn bộ từ sợi tổng hợp làm quần áo người, cũng nhịn không được lòng thích cái đẹp, sẽ nghĩ biện pháp mua một điểm sợi tổng hợp vải vóc tới, làm cái trước giả cổ áo đó cũng là không tệ. Thậm chí trong một đoạn thời gian rất dài, cách làm này đều là một cổ trào lưu, không ít người đều cùng theo làm. Dưới mắt Chu Kiều Nga cùng Tạ Ý Xuyên được chính là trọn vẹn sợi tổng hợp làm y phục. Kỳ thật nếu để cho Tạ Ý lựa chọn, hắn vẫn là sẽ cảm thấy vải bông hoặc là tơ lụa vải vóc càng khiến người ta dễ chịu. Bởi vì đại hạ trời thời điểm, Chu Kiều Nga dùng sợi tổng hợp cho hắn làm mấy bộ quần áo y phục này thật đẹp là thật đẹp thế nhưng lại không hút mồ hôi kín gió đại hạ trời nếu là xuyên y phục này thật là chịu tội cũng chính là mùa này dùng để làm áo khoác cái gì ngược lại vẫn là có thể bên này người bán hàng cũng là nhìn hai người xuyên về sau mới nghiêm túc cho bọn hắn giới thiệu chúng ta này chủ yếu có hai loại xe xích lô một loại là giống xe đạp như thế hai cái chân khởi động còn có một loại chính là cái này. Vừa nói, còn vừa chỉ cho hai người nhìn, cái này chân đạp cũng được, cũng có thể củi đốt dầu. Giới thiệu xong một câu nói như vậy, quay đầu lại đi giới thiệu trước đó kia một cổ chân đạp. Tuy nói dùng dầu diagen bán được càng đắt một chút, tạ ý cùng Chu Kiều Nga hai người xuyên được cũng không tệ, không giống loại kia thuần nhìn xem người, nhưng người bán hàng vẫn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở chào hàng chân đạp phía trên. Bởi vì phát động muốn dùng bên trên dầu diagen đó chính là cái trường kỳ phí chuyện tiền nếu không phải tạ ý thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút loại kia lưỡng dụng xe xích lô bị chu kiều nga cho chú ý tới về sau hỏi một câu thế nào a à, muốn mua loại kia đoán chừng người người bán hàng khả năng còn đang phí sức giới thiệu loại kia chân đạp tạ ý đối chu kiều nga nhẹ gật đầu đối đây là có chút hứng thú nếu không phải đột nhiên đi vào nơi này tạ ý còn thật không biết nguyên tới thế giới bên trên có nhiều như vậy thần kỳ đồ vật có thể chuyển động nhớ lúc đồng hồ, dùng chân khởi động liền có thể nhanh chóng chuyển xe đạp, còn có mặt sau chậm rãi thông bên trên điện, có thể để cho đen nhánh phòng một chút trở nên sáng trực sáng rỡ. Hôm nay còn chứng kiến loại này có thể tăng dầu diesel, phát động xe xích lô. Đương nhiên chủ yếu nhất là, cái đồ chơi này bày ở đây có thể bán. Nói cách khác, tạ ý hiện tại chỉ cần móc được rồi tiền, là có thể đem xe này cho mua về loại này lưỡng dụng xe xích lô xác thực muốn so đơn độc chân đạp muốn quý bất quá cũng tại tạ ý có thế tiếp nhận bên trong phạm vi bất quá đến hạ quyết định muốn lúc mua tạ ý vẫn là cùng chu kiều nga thương lượng một chút chu kiều nga đối việc này chắc chắn sẽ không có ý kiến thế là vợ chồng trẻ đi nộp tiền chiếc này mới tin lưỡng dụng xe xích lô liền mua lại xe mua đến tay về sau chu kiều nga đi lên thử hai lần lập tức liền có thể dẫm đến bay lên liền xem như phát động động cơ dầu ma giúp, cái kia cũng rất nhanh liền học xong. Thấy một bên Tạ Ý, mười phần nóng mắt. Chu Kiều Nga cưỡi xe đạp chở Tạ Ý tại huyện thành dạo qua một vòng, mua không ít thứ. Lúc này liền thể hiện ra xe xích lô so xe đạp địa phương tốt tới. Mua đồ tốt cũng không cần lo lắng không có địa phương thả, hướng phía sau quăng ra là được rồi. Đến cùng là ăn Tết, thêm nữa trong tay đầu cũng dư không ít tiền tạ ý cùng Chu Kiều Nga mua nổi đồ vật đến vậy phá lệ bỏ được. Giống ăn Tết dùng bánh kẹo, kia cũng là mua hai loại. Một loại thô sáp, thải sắt, không mang theo đóng gói, xưng hai cân. Đây là lấy ra chiêu khách dùng. Dưới tình huống bình thường, là cho đến chút Tết tiểu hài. Còn có một loại, bên ngoài bọc một tầng trong suốt gạo giấy, bên trong là nải khối trạng bánh kẹo, bắt đầu ăn một cổ mùi sữa thơm. Đây là cho bốn nhỏ chỉ mua mình hài tử ăn, đương nhiên không nở cho quá kém. Dù sao vụn vặt lẻ tẻ chung vào một chỗ, xe xích lô chỗ ngồi phía sau đều cho khối chất đầy. Tạ ý cùng Chu Kiều Nga lúc này mới rất có điểm vẫn chưa thỏa mãn mở ra xe xích lô về nhà. Đương nhiên, mở xe xích lô chính là Chu Kiều Nga, ngồi ở chỗ ngồi phía sau chính là tạ ý. Bất quá lái xe đến núi đá chuyển tạ gia trang đầu kia trên đường nhỏ thời điểm, tạ ý vẫn là không nhịn được gọi lại Chu Kiều Nga, Kiều Nga, nếu không, để cho ta cũng thử một chút đi. Sẽ không cưỡi xe đạp, đại khái chính là tạ ý đáy lòng một cái cử chỉ điên rồ. Sở dĩ sẽ động tâm tư mua xe xích lô, ngoại trừ là thuận tiện dễ dùng bên ngoài, càng nhiều bắt nguồn từ tạ ý đáy lòng một cái tiểu tâm tư. Người nói sẽ không cưỡi xe đạp người, là trời sinh cảm giác cân bằng không tốt. Tạ ý cứ việc rất không nguyện ý thừa nhận cái này, nhưng sự thật bày ở trước mặt, cũng không phải do hắn không thừa nhận. Nhưng xe xích lô cái đồ chơi này không giống A, người ta thế nhưng là ba cái bánh xe. Tạ ý cảm thấy, cưỡi cái này hẳn là tổng không cần gì cái gọi là cảm giác cân bằng đi. Bên này tạ ý đều mở miệng, Chu Kiều Nga đương nhiên sẽ không không đồng ý. Bất quá căn cứ vào tạ ý không học được xe đạp sự tình, Chu Kiều Nga tại tạ ý vào tay trước, vẫn là nhiều căn dặn đề điểm vài câu. Nhưng mà trên thực tế, lão thiên cũng không phải tổng hố người cái chủng loại kia sửng sốt học không được xe đạp tạ ý cơ hồ là vừa bắt đầu liền đem xe xích lô cho học xong cứ việc bởi vì lấy muốn tiết kiệm tiền không có bỏ được phát động dầu diesel tạ ý một đường dựa vào chân đạp cho đem xe xích lô đạp về nhà đạp đến tạ ý giữa mùa đông đều ra một điểm mồ hôi bất quá tạ ý vẫn cảm thấy cao hứng cảm thấy thỏa mãn bởi vì đánh hôm nay lên hắn cũng không cần bị nàng dâu chở đi có thể đổi hắn chở nàng dâu đi khắp nơi tạ ý cảm thấy cái này xe xích lô mua thật tốt mua đến giá trị chờ đầu cấp hai ngày đó đi chu gia xong chút tết hắn quyết định để hắn đến chở chu kiều nga cùng bọn nhỏ cùng đi ngồi phía sau chu kiều nga cũng cao hứng xe dừng lại đến nhà mình cửa phòng miệng chu kiều nga liền không nhịn được mở miệng khen tiểu ý ngươi thật lợi hại thật thông minh đem tạ ý cao hứng đang muốn nói chỗ đó, ở đâu? Thời điểm, phía sau nghe được động tĩnh chạy đến bốn nhỏ chỉ bên trong, tiểu nhất một tới gần ba ba mụ mụ của mình, lập tức liền nghe đến mụ mụ đối nàng khen ngợi. Cho nên dù là ngày xưa luôn yêu thích nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nàng, này lại cũng không nhịn được tuét ra miệng nhỏ, cao hứng lên. Bất quá tiểu nhất cao hứng, phía sau tiểu nhị, tiểu tam cùng tạ gia cái này trong đầu liền bắt đầu ăn mùi chủ yếu nhất là bốn nhỏ đơn độc trong đó tạ gia hắn còn một thanh vọt tới chu kiều nga tới trước mặt một câu nhỏ gia cũng rất thông minh cũng rất lợi hại a à. hắn nói xong lời này phía sau tiểu nhị tiểu tam còn đồng loạt nhìn lại rất có một bộ đại nhân các ngươi thật bất công làm sao đều chỉ lo khen tiểu nhất đều không khen khen bọn họ ý tứ làm cho vợ chồng trẻ có chút mộng tương hổ nhìn nhau một chút cuối cùng vẫn là tạ ý trước hết nhất kịp phản ứng từng cái đem tiểu nhị, tiểu tam các khen một lần về sau, mấy người lúc này mới đủ hài lòng. Chương 79 Xác thực chữa khỏi em ta kéo ruột sự tình. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 79 Đợi đến phòng ở chân chính xây xong thời điểm, đã là năm sau đầu tháng 5. Từ lúc tiến vào cái này tháng 5 trời, cũng là càng phát một ngày nóng qua một ngày mà tạ ý cùng Chu Kiều Nga khoảng thời gian này sốt ruột phát hỏa tâm tình, cũng cùng thời tiết này nóng lên đồng dạng, cũng là một ngày thắng qua một ngày. Cùng dĩ vãng thời điểm không giống chính là, giữa trưa trên bàn cơm, là thanh một mảnh lục sắc rau quả. Dù sao cả cái bàn bên trên, một chút xíu quả ớt đều không thấy được. Tạ ý cho bốn nhỏ chỉ trong chén cắt múc một muỗng dưa leo canh trứng đi vào, để chính bọn hắn cầm thì múc lấy ăn sợ bốn nhỏ chỉ không thích ăn như thế thanh đạm khẩu vị, tạ ý còn cho bọn hắn nhìn mình và Chu Kiều Nga bác, xem đi, ba ba mụ mụ cùng các ngươi ăn đều là giống nhau. Dân bản xứ đều thị cây, dù là như bốn nhỏ chỉ dạng này mới bốn tuổi nhiều hài tử, kia cũng là có thế ăn quả ớt. Cho nên giống như bây giờ, đầy bàn không nhìn thấy chút điểm quả ớt, đến cùng vẫn là hiếm thấy. Bất quá đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Nói đến, cũng chính là sớm một tháng trước sự tình. Ngày đó tiểu tam chính mình đi nhà cầu, lên tới một nửa bỗng nhiên trong nhà cầu khóc hô lên, ba ba, ba ba, ta ruột chạy ra ngoài. Ngay từ đầu, tạ ý hợp chu kiều Nga cũng không nghe thấy, vẫn là tạ gia trước hết nghe đến, sau đó chạy đến trước mặt hai người nói, tiểu tam nói hắn ruột chạy ra ngoài. Dọa dạ đến tạ ý cùng chu kiều Nga tranh thủ thời gian chạy vào xem. Chỉ thấy tiểu tam vẫn lên cái mông nhỏ ngồi sổn ở nơi đó, một mặt sợ hãi đối với hai người khóc. Trên mông nhìn quả thật có một tiểu tiết đồ vật chạy ra. Nói là một tiểu tiết, kỳ thật cũng sẽ không đến một cm. Bất quá vợ chồng trẻ đúng là bị hù dọa. Tạ ý xuất ra giấy vệ sinh cho hài tử đơn giản lau sạch sẽ cái mông, bên kia Chu Kiều Nga lập tức liền ôm hài tử tranh thủ thời gian đem người cho đưa đến đổ đại bàng nơi đó đi. Nhưng kết quả người đổ đại bàng thăm người thân đi, căn bản liền không ở nhà sự tình khác còn có thể chờ nhưng liên lụy đến hài tử sự tình chu kiều nga cùng tạ ý thật là tuyệt không dám trì hoãn vợ chồng trẻ liền vội vội vàng vàng ôm hài tử về nhà tại trong chuồng heo tìm tới đủ lục thẩm làm cho nàng giúp đỡ đi hô triệu quế anh sang đây xem chú ý cái khác ba nhỏ chỉ sau đó vội vội vàng vàng mở lên xe xích lô liền đi huyện thành bệnh viện trên đường đi tạ ý đem xe xích lô thúc đẩy nhanh chóng chỗ ngồi phía sau mặt chu kiều nga ôm tiểu tam hỏi có đau hay không tiểu tam hơn nửa người đều bị chu kiều nga ôm này lại nghe thấy mụ mụ hỏi hắn nâng lên cái đầu nhỏ lắc đầu nói không thương cái này tiểu tam không có nói láo xác thực tuyệt không đau chính là ruột vừa lúc đi ra có chút bị hù dọa đến bệnh viện một kiểm tra bác sĩ cũng nói không nhiều lắm sự tình kỳ thật chính là bệnh trĩ trực tràng gian quản tại sắp xếp đại tiện thời điểm hướng phía dưới thoát ra tại lá gan cửa bên ngoài thẳng đứng nguyên nhân nhiều bởi vì gian sách cơ cùng đáy bồn cơ yếu kém hoặc cơ vòng lỏng sự tình thật không lớn dù sao loại bệnh này từng cái tuổi trẻ đều có tỷ lệ nhất định phát tác bất quá dưới tình huống bình thường vẫn là năm tuổi trở xuống hài tử hợp người già làm chủ nói trắng ra là muốn không được cái bệnh này tốt đẹp thói quen sinh hoạt rất trọng yếu giống tiểu tam dạng này, chủ yếu là tại ẩm thực phía trên không có chú ý cho kỹ. Nói cách khác, đứa nhỏ này quá kén ăn, đến ăn ít cây độc, ăn nhiều rau quả hoa quả. Mặt khác chính là, không có về ngồi sổng đại hào, đừng để hài tử ngồi sổng quá lâu. Cũng may mà là phát hiện ra sớm, vấn đề không lớn, không có khảm bỗng nhiên. Bằng không, liền muốn tiến hành giải phẫu mới được. Hiện tại nha, bảo thủ trị liệu từ ẩm thực bên trên khống chế là được bác sĩ nói những vật này tạ ý cùng chu kiều nga nghe được đều cái hiểu cái không bất quá làm cha mẹ nói chung đều đau lòng hài tử hài tử một chút xíu đau đớn đều hận không thể thay thế nhận qua cứ việc bác sĩ trong miệng nói không có việc gì nhưng vợ chồng trẻ vẫn là không yên lòng tạ ý trực tiếp hỏi một tiếng đứa bé kia cái này ra ruột nhưng làm sao bây giờ a à? cái này càng đơn giản hơn Bác sĩ để tạ ý ngồi ở trên ghế, làm tiểu tam ghé vào tạ ý trên thân. Sau đó cởi xuống tiểu tam quần, đối người ta cái mông một dùng lực, trực tiếp đem đẩy ra ngoài ruột cho chen vào. Một bộ này động tác làm xuống đến như nước chảy mây trôi, thấy Chu Kiều Nga cùng tạ ý trợn mắt khóc mồm. Nhưng phía sau cho tiểu tam mặc quần thời điểm, tạ ý vẫn là không khỏi tâm đau. Bởi vì bác sĩ này chen thời điểm dùng lực cũng lắp bắp điểm dẫn đến tiểu tam hai bên trên mông đít nhỏ đều cho lưu lại chỉ ấn may mà đứa nhỏ này hiểu chuyện lúc ấy thậm chí ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng từ bệnh viện sau khi trở về tạ ý cùng chu kiều nga liền bắt đầu coi trọng hơn bốn nhỏ chỉ ẩm thực trong mỗi ngày trên bàn cơm trên cơ bản đều không nhìn thấy hạt tiêu mà lại vì sợ bốn nhỏ chỉ không chịu ăn cơm cặp vợ chồng cùng bốn nhỏ chỉ đồng dạng ăn uống về phần triệu quế anh bọn hắn từ nửa tháng trước liền tách ra ăn cơm. Dù sao để bọn hắn loại kia thị cây vô cùng người cùng theo ăn loại này đồ ăn, không có hai ngày công phu, trong mồm liền nhạt đến cùng cái chim đồng dạng. Cũng may ra tiểu tam việc này, cái khác ba hài tử cũng có chút bị hù dọa. Cứ việc đồ ăn không lớn hợp khẩu vị, bọn nhỏ cũng không có cáo kỉnh không chịu ăn. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Tạ Lan đến đây. Nàng là bị Triệu Quế Anh đánh phát tới trong tay bưng một bát hồng hồng ướp cây gừng tây tạ ý nhìn thấy tạ lan bưng bát tới liền đứng người lên đi đón một mặt hỏi nàng tại sao là ngươi đưa tới a gần nhất học tập đến thế nào từ khi lần trước cùng tạ ý nói chuyện này không bao lâu tạ lan đến cùng vẫn là cùng triệu quế anh cùng tạ vệ quốc nói nàng muốn thi trung học tiếp tục đọc xuống sự tình đối với tạ lan chịu học triệu quế anh cùng tạ vệ quốc nhưng thật ra là thật không có ý kiến gì chỉ là bàn giao tạ lan một câu vậy liền hảo hảo học tương lai coi như thi không đậu đại học thi cái trường đại học cái gì cũng không mù nhiều đọc cái này cao trung hai năm sách sau đó năm nay đầu xuân về sau trong trường học không khí lập tức liền càng ngưng trọng lên tạ lan thành tích nhất quán đến tốt người cũng hiểu chuyện nhu thuận vẫn luôn rất chiêu lão sư thích mà nghe nói tạ lan quyết định thi trung học về sau lại cố ý chạy trong nhà đi thăm hỏi các gia đình một lần một lần kia cùng Triệu Quế Anh cùng tạ vệ quốc hàng huyên hồi lâu. Trò chuyện xong sau, trong nhà cũng không lại giống như kiểu trước đây, thường xuyên làm cho nàng giúp đỡ làm việc. Ngẫu nhiên sẽ còn căn dặn vài câu, hảo hảo học, dụng tâm học. Dù sao người lão sư đều nói, trong trấn cao trung không đại sự. Tạ Lan dạng này, muốn thật muốn thi ra ngoài, còn phải ghi danh trong huyện nhất trung hoặc tam trung. Cái này hai chỗ cao trung, là huyện thành tốt nhất cao bên trong bất quá đồng dạng cũng rất là khó thi bất quá dựa vào tạ lan trong ngày thường thành tích cố gắng một chút vẫn là có mấy phần hy vọng này lại tạ lan nghe được tạ ý quan tâm nàng thành tích ngại ngùng cười cười rất tốt một mặt nói một mặt đem bác đưa tới mẹ sợ các ngươi gần nhất không thấy ngon miệng cho nên để cho ta đưa chút cái này tới cái đồ chơi này là triệu quế anh sớm chút thời gian đi đào đến hoang dại cây gần tây đào trở về rửa sạch sẽ lại hợp lấy hot girl thêm muối ướp gia vị tốt thả trong bình. Chờ đến muốn ăn thời điểm kẹp điểm ra đến, lấy ra ăn với cơm là không còn gì tốt hơn. Đặc bình thường, tạ ý thật đúng là chướng mắt thứ này. Nhưng bây giờ không phải là non nửa nguyệt không có đụng hạt tiêu A. À. Không phải sao, tạ ý vừa nhìn thấy đỏ rừng rực một mảnh, lập tức trong miệng liền bài tiết ra không ít nước miếng. Thèm ăn hắn trực tiếp sở trường V thành một khối ném trong miệng, bị cái này vị cây một đâm kích vị giác, trong nháy mắt cảm thấy khẩu vị đều tốt hơn nhiều. Tạ ý nhai lấy lại cây lại giòn cây gừng tây, cũng chưa quên một bên Chu Kiều Nga, thuận tay lại vê thành một khối đưa cho nàng. Chu Kiều Nga hiển nhiên cũng không chê đây là tạ ý sở trường vê tới được, hé miệng liền tiếp tiến vào, ăn thời điểm còn khen bên trên một câu, ăn ngon. Tạ Lan nghe liền cười nói, mẹ ướp nguyên một cái bình đâu. Nếu là đã ăn xong còn muốn, Cầm chén quá khứ trang chính là. Tạ ý nghe xong, vừa mới nói tiếng khỏe đồng ý, quay đầu liền đối đầu bốn xong tội nghiệp mắt nhỏ. Bốn nhỏ vẫn còn tiểu, dù là biết hiện tại không thể ăn cây, nhưng hài tử nào có cái gì năng lực tự kiềm chế a, à? Tự nhiên không cần phải nói, thanh đạm lâu như vậy, tự nhiên rất là khát vọng muốn ăn bên trên một ngụm. Nhỏ da nhất mở miệng trước, đại ca, ngươi cho ta ăn một miếng đi. Liền một ngụm nhỏ ngó ngó đứa nhỏ này, đều cho thèm thành dạng gì. Mặt khác ba nhỏ chỉ, cũng một bộ trong mong bộ dáng nhìn xem. Nhưng mà tà ý này lại còn thật không dám cho bọn hắn ăn. Cuối cùng ngay trước bốn nhỏ chỉ trước mặt, tà ý chỉ có thể nhịn đau để tà lan đem bát cho bưng trở về. Cốt A, lúc này bốn nhỏ chỉ thu hồi khát vọng ánh mắt, tiếp tục ăn cơm của bọn hắn. Nhưng mà dù là tà ý cùng Chu Kiều Nga đều như vậy chú ý, cũng không có vài ngày sau, tiểu tam lại tái phát. Lôi ra đến ruột lại bị chen vào, bác sĩ cũng vẫn như cũ là câu nói kia, chú ý chú ý, lại chú ý. Nhưng lời này một chút cũng không có thể làm cho tạ ý cùng Chu Kiều Nga an tâm. Hai người để tiểu tam việc này sốt ruột phát hỏa đến không được. Liền ngay cả nhất quán đến nghịch ngợm tiểu tam trải qua hai lần kéo ruột sự tình, đều trở nên hiểu chuyện không ít, cũng không tiếp tục làm ầm ĩ lấy tướng ăn cây. Không riêng gì tiểu tam dạng này, cái khác mấy cái cũng có chút sợ biết ăn quả ớt là sẽ đem ruột lôi ra đến tiểu tam lần thứ ba kéo ruột ra là lại cách một tuần lễ sau lúc này đem ruột cho chen sau khi đi vào tạ ý cùng chu kiều nga bắt đầu thương lượng muốn thực sự không được đưa tỉnh thành đi xem một chút đi huyện thành bác sĩ sẽ chỉ cùng bọn hắn nói không có việc gì không có việc gì nhưng đối với làm cha mẹ tới nói hài tử trên thân lại tiểu nhân sự tình đều là đại sự tạ ý cùng chu kiều nga cái này trong đầu kỳ thật đã có chút không tin lắm mặt cho huyện thành thầy thuốc nhưng lại tại hai người chuẩn bị khởi hành lúc bên kia triệu quế anh làm tiểu tam bà nội về được một cái thiên phương nói dùng dây mướp lá cây bọc trứng gà bên ngoài lại trùng lên một tầng bùn nhão sau đó ném đến khô trong lửa đi nướng nướng chín về sau đem trứng gà cho đến tiểu tam đi ăn mỗi ngày một cái là có thể trị thật nhỏ ba cái này kéo ruột bệnh nói thật thiên phương việc này tạ ý cùng chu kiều nga thái độ là bán tính bán nghi bất quá biện pháp này ăn là khẳng định ăn không xấu người dưới mắt đâu lại không có cái khác biện pháp tốt hơn cuối cùng không có cách nào khác dứt khoát thử một chút kết quả ngoài ý liệu sự tình liên tiếp ăn hơn nửa tháng nướng dây mướp khỏa trứng gà tiểu tam thế mà thật không có tái phát nữa tác giả có lời muốn nói bên trong dây mướp khỏa trứng gà lại ném lò trong lửa nướng, là khi còn bé bà nội ta kiếm cho em ta ăn. Xác thực chữa khỏi em ta kéo ruột sự tình. Bất quá cũng là thiên phương, không đề nghị mọi người có tình huống giống nhau học theo. Có việc tận khả năng vẫn là lựa chọn bác sĩ. Khác hai ngày này thanh minh tế tổ, sự tình tương đối nhiều, dự tính thiếu kia một chương có thể sẽ muộn hai ngày bù lại. Chương 80 Tạ ý còn chưa đủ hiểu rõ nhà hắn cái này bốn nhỏ chỉ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 80 Tiểu tam Việt này vừa đi vừa về dày vò tiếp cận 2-3 tháng, mới xem như chuyển biến tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, Tạ Lan đã trúng đã thi xong. Lần này nàng thi quả thật không tệ, là trong trường học duy hai thi đậu huyện nhất trung một người trong đó. Huyện nhất trung tại trong huyện, bên kia đi học cần ký túc. Một tháng mới thả một lần giả, một lần nghỉ hai ngày khoảng cách khai giảng còn có nửa cái tháng sau thời điểm triệu quế anh bên kia liền bắt đầu giúp tạ lan làm chuẩn bị nói đến tạ lan đây là lần thứ nhất ở tại bên ngoài cho nên triệu quế anh chỉ riêng thu xếp đồ đạc đều vụn vặt lẻ tẻ sửa sang lại một đống lớn dù là hiện tại vẫn là hạ thiên triệu quế anh cũng đã đem mùa đông cần đóng giày chăn mền đều cho sửa sang lại cũng may mà tạ ý hiện tại đem xe xích lô cho mua không phải muốn đem những vật này mang tới trường học đi đoán chừng còn thật sự là một chuyện việc khó cứ như vậy mắt thấy càng là tiếp cận tạ lan ngày trường học tự trường triệu quế anh thì càng nhớ mình có hay không đem đồ vật cho rơi xuống không có chú chuẩn bị tốt làm cho tạ vệ quốc đều có chút nhìn không được trong âm thầm tới nói với tạ ý mẹ ngươi đây là lôi đối lôi đối ý tứ chính là dài dòng học nói còn có thể giải thích vì thời mãn kinh đến bởi vì ngoại trừ cái này Triệu Quế Anh tại sự tình khác bên trên cũng biểu hiện ra. Rõ ràng nhất một sự kiện, đó chính là khóa cửa. Triệu Quế Anh cùng tạ vệ quốc bọn hắn như cũ vẫn là ở tại phòng ở cũ bên kia. Cũng không phải nói tạ ý không chịu tiếp bọn họ chạy tới, mà là bọn hắn thích ở bên kia. Có chút kết bỏ tạ ý bên này chung quanh đều không có gì hàng xóm, rảnh rỗi thời điểm, liền cái tán gẫu hàng xóm đều không có. Phòng ở cũ bên kia lúc trước vì tạ ý kết hôn, tại sao phòng đầu là tu một gian mới phòng? Hiện tại thế nào, trong nhà thứ đáng giá đều cho đặt kia phòng. Mỗi lần đi ra ngoài, đằng trước phòng cửa đóng lại là được rồi. Lên hay không lên khóa, ngược lại không có gì tất yếu. Chỉ cần đem đằng sau cái này mới xây phòng cho khóa là được rồi. Nhưng chính là ổ khóa này phòng, Triệu Quế Anh đều có thể lôi đối. Tỷ như nói, người đều đi ra một khoảng cách, nàng đều còn có thể vòng trở về lại đi kiểm tra một lần bên trên không có khóa lại. Cốt a, à, muốn vẹn vẹn chỉ là như vậy, Tạ Vệ Quốc cũng không nói cái gì. Dù sao làm việc tử nhỏ một chút, cái kia cũng không có gì sai. Nhưng vấn đề là, nàng không chỉ chỉ là như vậy a. À. Đến mấy lần, Tạ Vệ Quốc đều nhìn thấy Triệu Quế Anh khóa chặt cửa về sau, còn ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà. Có một lần Tạ Vệ Quốc thật sự là nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu không phải liền là là khóa cửa nha người thế nào khóa lại khóa lại còn đi xem nóc nhà a chúng ta cái này cấp trên cũng không có cửa cần khóa tạ vệ quốc hỏi xong lời nói về sau là ở chỗ này chờ lấy triệu quế anh trả lời nhưng trên thực tế triệu quế anh cũng trả lời không ra cái gì dù sao nàng chính là cảm thấy mình khóa cửa thời điểm hẳn là nhìn nhiều nhìn nhiều chú ý được loại này trả lời tạ vệ quốc bất quá triệu quế anh dạng này nhưng thật ra là không ảnh hưởng được tạ ý cũng chính là tạ vệ quốc cái này người bên gối là đứng mỗi chịu xào một cái kia cho nên tạ ý chỉ là tiếu tiếu lời gì đều không nói hắn hiện tại một lòng một dạ đều cho đặt ở heo trên trận hoàng mỹ trân tới được thời điểm tạ ý cùng chu kiều nga đang bồi tạ đồ tể tại trong chuồng heo đầu kéo heo xuất chuồng lần này tạ đồ tể là tiếp hai cái làm ăn lớn một người là người mọi nhà bên trong cưới vợ một cái là hài tử đầy tuổi tròn, cái này hai hộ muốn thịt heo đều không ít, cho nên tăng thêm sáng mai cần bán. Tạ đồ tể lần này trực tiếp một hơi liền muốn hai đầu cả heo. Tạ ý nhìn thấy hoàng mỹ trân đến đây, còn có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, cười chào hỏi, mỹ trân tẩu tử, ngươi thế nào đến đây a? À? vừa nói, một bên nói với chu kiều nga, kiều nga, mỹ trân tẩu tử đến đây, ngươi trước hết không vội bên này giao cho ta đi. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi bận biệu, chuyện của ta không vội. Hoàng Mỹ Trân cũng không phải loại kia không có nhãn lực giới người, biết tạ ý này lại bận biệu, tranh thủ thời gian cười nói. Đồng thời nhìn thấy Chu Kiều Nga chuẩn bị cầm qua một bên khăn mặt xoa tay lúc, đều bị nàng cho ngăn lại, chuyện của ta thật sự không gấp, các ngươi trước bận biệu các ngươi là được, ta liền ở một bên chờ lấy. Nói xong lời này, Hoàng Mỹ Trân vẫn thật là đứng ở một bên nhìn xem. Tạ ý nghe Hoàng Mỹ Trân đều nói như vậy, cũng liền không nói gì nữa. Giống thường ngày, cặp vợ chồng cũng lấy tạ đồ tể cùng một chỗ chọn tốt heo, đem heo đuổi ra khỏi chuồng heo. Hai đầu heo giết hết thoáng qua một cái cái cân, một đầu 340 cân treo 4 lượng, một đầu 360 cân treo 3 lượng. Về phần giá tiền này, tại đầu xuân thời điểm, lợn sống một cân đã tăng tới cửu mau năm giá tiền này không phải tạ ý muốn trướng, mà là trên thị trường trước trướng. Tạ ý cái này coi như phúc hậu, so với người khác tới, đã muộn tăng một hai tháng. Hai đầu heo hết thảy 660 năm khối 6 lông 6, phía sau không tính số lẻ, tương đương với đã thu 660 năm. Hơn 60 tấm đại đoàn kết vừa ra tới, chính là một sấp thật dày. Thấy một bên hoàng mỹ trân con mắt này, đều kém chút nhìn thẳng đi. Trong đầu ở nơi đó thẳng tắt lưỡi trong lòng tự nhủ, tại gia cái này đại nhi tử, thật đúng là lợi hại. Người trong thôn khen người, lợi hại thật là tốt khích lệ từ. Đừng nói Hoàng Mỹ Trân này lại ở trong lòng đầu khen, hiện tại toàn bộ Tạ gia trang, thậm chí là chung quanh phụ cận mấy cái làng, nói lên tà ý đến, phía sau đều nói lên một câu, hữu dụng, tài giỏi, lợi hại. Những này từ là hai năm này, Tạ Ý mới đến đánh giá. Muốn đặt trước kia tạ ý sao có thể đạt được những này a à? nói đến tạ ý từ xuất sinh bắt đầu vẫn là các thôn dân trong miệng chủ đề nhân vật đại đa số thời điểm là như vậy ngươi nói tạ lão đầu cái kia đại cháu trai a à, không được không được nha đây là người thế hệ trước đối tạ ý đánh giá ngươi cái lười hàng còn không động tác nhanh nhẹn điểm ngươi coi ngươi là tạ vệ quốc nhà cái kia ma bệnh a à, mỗi ngày nằm trong phòng không kiếm sống còn cưới được đến bà nương A. Đây là khi mẹ đang giáo dục nhi tử. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, liền tạ ý dạng này, thế mà cho cưới được nàng dâu. Chủ yếu nhất là, cái này nàng dâu cưới được tốt, người ta nhà mẹ đẻ ra sức A. Tóm lại, bởi vì lấy tạ ý từ không xuất công sự tình, hắn một mực cao ở chủ đề đứng đầu bảng. Tại thôn dân trong mắt, bọn hắn là xem thường tạ ý, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, hắn lại là bị người cho hâm mộ ai sinh ra yêu làm việc bất quá là hoàn toàn bất đắc dĩ phải đi làm thôi nếu là có thể bọn hắn cũng muốn giống như tạ ý không dùng ra công điểm nhưng cuối cùng tạ ý chỉ có một cái bọn hắn muốn thật làm như vậy đừng nói ba mẹ mình không đồng ý chính là nhà mình nàng dâu cũng là không làm dù sao là một nam nhân nuôi sống gia đình nhưng là nhóm nhất định phải gánh chịu trách nhiệm a cho nên bọn hắn một mặt khi dễ tạ ý, một mặt lại ở trong lòng vụn trộn ghen tị. Bọn hắn thế nào liền không đụng tới tốt như vậy nàng dâu, tốt như vậy nhạc phụ nhạc mẫu đâu. Nhìn xem, liền tạ ý như thế, người cha vợ nhà liền nguyện ý giúp đỡ. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, người người đều xem thường tạ ý, bất quá là cấp trên chính. Sách biến đổi động, nhà này liền cho đi lên. Cái này heo trận xử lý đi lên, căn phòng lớn sửa liền ngay cả cái này xe xích lô kia đều cho mua đi lên hoàng mỹ trân ngay từ đầu chỉ là trong âm thầm nghe người ta nói tạ ý trong nhà trên bàn ăn kia là ngừng lại gạo cơm khô không nói còn mỗi bữa ăn đều có thể gặp thịt dù sao lớn như vậy heo trận ở nơi đó trong nhà thiếu gì cũng không biết thiếu thịt a à. dù là hoàng mỹ trân rất không nguyện ý thừa nhận hiện tại cũng không thể không thừa nhận tạ ý lúc này là thật sự tiền đồ Hoàng Mỹ Trân một mực rất kiên nhẫn chờ ở bên cạnh lấy Tạ Ý dẹp xong tiền, đưa tiễn Tạ đồ tể về sau, mới đem chính mình ngày hôm nay tới được mục đích nói một lần. Cái kia Tiểu Ý a, à, Tẩu Tử nghe nói hậu Thiên Lang Tử đi huyện nhất trung báo danh, ngươi dự định mở xe xích lô đưa nàng tới, đúng không? Tạ Ý bên này nghe xong Hoàng Mỹ Trân lời này, lập tức liền hiểu nàng ý tứ. Quả nhiên, bên này Hoàng Mỹ Trân vừa nghe đến Tạ Ý khẳng định về sau, lập tức liền hỏi vậy ngươi hậu thiên có thế tiện thể đem ta vợ con thông cũng dẫn đi sao tạ thông chính là cái kia cùng tạ lan đồng dạng trong trường học duy hai thi đậu huyện nhất trung khác một học sinh hoàng mỹ trân nam nhân là đội sản xuất dài trong nhà trong thôn cũng chắc chắn thượng đẳng tiền đồ người ta tạ thông lại là trong nhà nam oa thành tích tốt tự nhiên là nguyện ý dùng tiền để hài tử tiếp tục đọc xuống bất quá là thuận mang một người đi huyện thành sự tình tạ ý bên này đương nhiên sẽ không không đồng ý. Mà lại so với liền tạ lan một người đi huyện nhất trung đọc sách, có thế thêm một cái bạn cái kia cũng được cho là một chuyện tốt. Cho nên hai lời đều không nói, tạ ý một ngụm đáp ứng Hoàng Mỹ Trân việc này. Hoàng Mỹ Trân được tạ ý nhận lời về sau, tự nhiên là hài lòng rời đi. Hoàng Mỹ Trân chân trước vừa đi, tạ ý trên đùi liền bị một đôi tay nhỏ ôm lấy. Hắn cúi đầu xem xét, ôm lấy hắn người là tiểu tam đứa nhỏ này liền ôm Tạ ý đùi, không nói câu nào. Ngược lại là ngồi ở cách đó không xa trên băng ghế nhỏ Tạ gia, này lại chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, đại ca, nhị tỷ cái này là muốn đi đâu a? À? Tạ ý nói chuyện với Hoàng Mỹ Trân thời điểm, ngay tại chính mình trong sân nói. Bốn nhỏ chỉ liền ở một bên viện tử chơi đùa, lời nói đâu cũng đều nghe được. Không phải sao? Vừa nghe xong, Tạ gia liền không nhịn được tới hỏi. Nếu bàn về lòng hiếu kỳ nặng, bốn nhỏ chỉ bên trong đại khái phải kể là tạ gia thịnh nhất. Cái gì đều cảm thấy hứng thú, cái gì đều muốn hỏi cho ra nhẽ, còn cái gì đều yêu tham dự vào. Không quan tâm hắn biết hay không, dù sao nếu như bị hắn đụng phải, để yên một chút liền không gọi tạ gia. Mà tạ gia tốt nhất cộng tác, phải kể là tiểu tam. Không phải sao, một cái động thủ ôm đùi, một cái nói chuyện hỏi tình huống. Phân công minh xác, phối hợp thỏa đáng bất quá mỗi lần dạng này làm cho tạ ý cảm thấy bất đắc dĩ sờ lấy tiểu tam đầu có chuyện hảo hảo nói đừng hơi một tí ôm cha chân của ba ông ba ba đều không tốt đi bộ nhà mình đầu cái này bốn nhỏ chỉ tính cách tuyệt không giống nhìn lên trước mắt một cái hiếu động tiểu tam một cái nói nhiều tạ gia tạ ý lại nhìn cách đó không xa tiểu nhất cùng tiểu nhị nhìn không được ở trong lòng cảm thán một câu đến cùng vẫn có hai cái nhu thuận an tỉnh hài tử a nhưng trên thực tế tạ ý còn chưa đủ hiểu rõ nhà hắn cái này bốn nhỏ chỉ hãy cùng tiểu tam cùng tạ gia quan hệ tốt nhất mà một bên khác tiểu nhất cùng tiểu nhị cũng là mười phần hợp khi hai cái tùy tiện không gây sự một làm vậy liền chuyên môn hướng lớn làm tạ ý cho rằng nhu thuận nghe lời tiểu nhất cùng tiểu nhị một cái lực lớn vô cùng thực chất bên trong là cái nữ hán tử một lời không hợp trước đánh rồi hẳn nói. Mà tiểu nhị, ngày bình thường nhìn lời nói ít nhất, lại không yêu động. Nhưng trên thực tế, trong bụng xấu tính xấu tính. Hai người này góp đến cùng một chỗ, mới là thật gây sự cái chủng loại kia.